Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Chu Tiên. Tập 22. Chương 106. Vấn Tấn. Nơi con đường cũ đơn độc, vắng vẻ, gió hun hút đuổi xa về phía trước. Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn hướng về phía đông được 3 ngày, đã bỏ xa Tử Trạch. Giữa trưa hôm nay, họ vẫn còn trên con đường này nhưng quang cảnh đã đổi khác nhiều. Trước đó hai bên con đường chỉ toàn là cỏ hoang bằng phẳng, nay đã được cây cối, đồi núi chập trùng thay thế. Chu Nhất Tiên nhận ra ven đường phía trước không xa có một tòa thạch đình cũ nát. Lấy làm vui mừng quay sang Tiểu Hoàn. Chúng ta qua đó nghĩ một chốc. Tiểu Hoàn ngoảnh nhìn ra sau, ánh mắt trong trẻo tràn đầy vui tươi. Nói, đạo trưởng, cùng tới ngồi đi thôi. Đằng sau Giá Cẩu đạo nhân vui mừng gật đầu. Không biết tại sao, sau khi rời khỏi Tử Trạch, hắn một mực theo sau Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn, khiến Chu Nhất Tiên có phần bất an. Mấy ngày trước, sau khi bỗng nhiên chạm mặt vị trung niên tự xưng là Vạn Nhân Vãng, Tiểu Hoàn có nói vài câu cùng hắn, tự nhiên thêm vài phần thân thiện, thế là hắn theo sau luôn. Chu Nhất Tiên ngồi trong thạch đình dõi theo Giá Cẩu đạo nhân đang cùng Tiểu Hoàn tiến vào, lão liếc Giá Cẩu rồi nói, Giá Cẩu đạo nhân, ngươi vì sao lại cứ theo sau hai ông cháu lão? Ông cháu lão bần cùng nghèo đói, lấy đâu ra thứ gì để cướp đoạt? Giọng không mấy thân thiện. Giá Cẩu đạo nhân trừng trừng nhìn Chu Nhất Tiên đoạn nhếch mép châm biếm, xú lão đầu, lại giả nghèo giả khổ vờ vĩnh, làm như ta không biết cây gậy của lão có gì à? Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn đờ người ra, rồi như bỏng phải mông, mặt lão đỏ ửng, nhảy dựng lên nói to, giỏi thay, lão phu sớm đã biết ngươi không tốt, quả nhiên là nhòm ngó túi tiền của ta. Giá Cẩu đạo nhân không đáp lại, chỉ nhìn lão. Tiểu Hoàn giọng có phần khinh ngạc cất tiếng hỏi, đạo trưởng, ngài làm sao mà biết được? Giá Cẩu giọng càng lúc càng nhỏ, có chút ngập ngừng. Lão ta lúc nào cũng nắm chặt cây gậy, đi ngủ cũng ôm dịt vào lòng, lại còn cứ chốc chốc sơ sở vào nó. Nhìn cái bộ dạng đó thì đến khờ cũng biết cây gậy đó có gì. Tiểu Hoàn bật cười phì. Chu Nhất Tiên mặt thoáng đỏ, ngượng nghịu ngoảnh đầu đi. Nhưng lão chợt nhận ra thế này thật quá mất mặt, bèn quay sang Giá Cẩu to giọng quát, cứ cho là cây gậy của lão phu có gì đi nữa cũng không mướn ngươi quản vào. Sao ngươi không nói tại sao lại đi theo ông cháu lão? Giá Cẩu đạo nhân bỗng thần người ra, nhất thời không nói lên lời. Chu Nhất Tiên đắc ý chỉ Giá Cẩu đạo nhân cười nói, hô, đừng cho rằng lão phu không biết cái bộ dạng thèm nhỏ dãi trước túi tiền của ta và sắc đẹp của Tiểu Hoàn, cả ngày nghĩ kế không ngoài. Ra ra Tiểu Hoàn đỏ mặt gọi to. Chu Nhất Tiên bấy giờ mới sực tỉnh, biết mình đã quá lời, nhưng sắc mặt vẫn không đổi, lại lớn tiếng nói, đúng hay không? Giá Cẩu đạo nhân lén lén nhìn trộm Tiểu Hoàn, thiếu nữ đó da mặt trắng mịn, lúc này phơn phớt ánh hồng, hơi có nét e thẹn, nhưng cặp mắt như sao lóng lánh, một vẻ đẹp tươi trẻ rạng ngời. Đột nhiên từng chút một len lỏi dần dần vào tim gã, đến gặp tràn sự tự ti vô cớ, mặt từ từ cúi xuống. Tiểu Hoàn trừng mắt với Chu Nhất Tiên, nàng từ nhỏ đã cùng với Chu Nhất Tiên phiêu bạt chân trời, kiến đa thức quãng, tự nhiên tính tình rộng rãi hơn phần đông các thiếu nữ đồng trang lứa khác. Rồi quay sang nói với Giá Cẩu đạo nhân, đạo trưởng, người dừng nghe ra ra nói bậy, ông ta miệng chó không mọc được ngà voi. Chu Nhất Tiên hầm hầm tức giận nói, ngươi lại cả gan mắng ra ra ngươi là chó, trong khi rõ ràng hắn ta mới là chó hoang. Tiểu Hoàn le lưỡi làm mặt quỷ với hắn. Giá Cẩu chợt thấy đầu mình ong lên, chỉ nhận ra trước mắt hiện ra vô số dung mạo mỹ lệ choáng ngợp. Giờ thì hắn chẳng lý gì đến xung quanh, kể cả khi Chu Nhất Tiên ở cạnh mỉa mai kích bác. Chu Nhất Tiên vẫn chưa nguôi giận, lại quay qua phía Giá Cẩu, này, ngươi còn chưa chịu nói ra lý do theo ông cháu lão, nói làm sao cho lọt lỗ tai thì lão phu cho ngươi theo sau. Hô hô, còn không thì xin mời nếm thử mùi lợi hại của lão đây. Giá Cẩu ánh mắt từ từ thu về, im lặng hồi lâu mới nói, tôi cũng không biết. Hô hô, Chu Nhất Tiên cười to, lộ vẻ không quan tâm. Tiểu Hoàn lại có phần hứng thú hỏi, đạo trưởng, không lẽ người không có nhà để về sao? Giá Cẩu cười gượng đáp, cô nương nói đúng rồi.
Hắn không biết tại sao, cũng chả hiểu thế nào khi đứng trước người thiếu nữ này lại có thể nói ra được những điều này. Tôi từ nhỏ đã xấu xí, khi vừa sơ sanh đã bị phụ mẫu tưởng là yêu quái rồi đem vất ra vùng ngoại ô hoang dã, mặc cho tôi tự sanh tự diệt. A Tiểu Hoàn tay che miệng lộ vẻ kinh ngạc, Chu Nhất Tiên mắt liếc đảo chừng không tin. Giá Cẩu đạo nhân tiếp. Sau đó tôi được một bầy chó hoang tìm ra, chúng không những không ăn thịt mà còn tha thức ăn về nuôi tôi. Vì thế khi lớn lên tôi luôn luôn tự gọi mình là Giá Cẩu. Chu Nhất Tiên cười nhạt, phần Tiểu Hoàn lại chăm chú, khe khẽ gật đầu. Hắn không lý đến Chu Nhất Tiên, chỉ là nhìn Tiểu Hoàn cười nhẹ rồi lại nói. Bởi vì tôi từ nhỏ đã không có nhà nên nếu nhất định nói cho rõ thì hang chó là nhà vậy. Về sau do may mắn được một vị tiền bối của luyện huyết đường bắt gặp, thương xót mà thu làm đệ tử, truyền thụ đạo pháp. Kể từ đây về sau luyện huyết đường là nhà của tôi, Chu Nhất Tiên lạnh lùng nói. Vậy ngươi quay về luyện huyết đường thì hơn, sao lại đi dạo cả ngày thế này? Giá Cẩu gục đầu, mặt mày u ám hồi lâu đáp. Luyện huyết đường đã bị Quỷ Vương Tông hủy diệt rồi. Đều do Quỷ Lệ Kẻ mà hai người đã gặp qua cái gì? Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn đồng thời khinh ngạc. Ma giáo nội bộ tranh đấu cực kỳ tàn khốc nhưng tuyệt đối không để lộ phong thanh tin tức. Vì thế Chu Nhất Tiên và đa số mọi người đều không hay biết việc Quỷ Vương Tông thôn tính luyện huyết đường. Cùng khinh ngạc nhưng phản ứng thần sắc của cả hai đều không giống nhau, Chu Nhất Tiên cau mày không biết đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau mới lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc, đương lúc Hắc Tâm lão nhân còn sống, luyện huyết đường uy thế to lớn biết bao, ôi. Tiểu Hoàn thì không nghĩ xa đến thế, bất quá chỉ kinh ngạc đơn thuần, bỗng nghĩ đến một chuyện, là Quỷ Lệ mang người đến à, thế sao người còn theo hắn? Giá Cẩu khóe mép thoáng co giật rồi chậm chậm thuật lại sự tình đã qua một lượt. Tiểu Hoàn thở hắt một hơi, nói với Chu Nhất Tiên. Loại người như Niên Lão Đại thật không hề có chút cốt khí. Chu Nhất Tiên trừng mắt nhìn nàng nói, ngươi hãy còn nhỏ, hiểu làm sao được thế nào cốt khí với không cốt khí đây. Đối diện với sống chết không phải ai cũng có cốt khí cả đâu. Tiểu Hoàn môi như giãn ra, thế vị Giá Cẩu đạo trưởng này không phải chết cũng không hàng sao. Chu Nhất Tiên nhìn Giá Cẩu rồi gật đầu nói, lão trước đây không nhìn ra ngươi lại có mấy phần cốt khí, thật không đơn giản. Nhưng mà vài năm gần đây, Quỷ Lệ xưng hiệu là huyết công tử, giết người vô số, sao lại có thể bỏ qua ngươi? Giá Cẩu đạo nhân lắc lắc đầu, tôi càng không hiểu. Chu Nhất Tiên lặng thinh, ánh mắt ra chiều suy nghĩ miên man, cái vẻ mặt cười cợt nham nhở bình thường dần dần biến mất. Giá Cẩu nhìn vẻ xuất thần của Chu Nhất Tiên so với những ngày trước thật khác lạ, bất giác thần người ra, đúng lúc đó Tiểu Hoàn lại cất tiếng nói thu hút sự chú ý của hắn. Tiểu Hoàn chăm chú nhìn hắn đoạn thấp giọng thốt, thế người cả ngày theo hắn không khó chịu lắm sao? Hắn diệt luyện huyết đường, người nhất định là rất hận hắn. Giá Cẩu trầm ngâm hồi lâu, rồi từ từ lắc đầu, thoảng thốt, tôi cũng không rõ, trước đây quả thực tôi rất hận. Nhưng vài ngày gần đây, từ từ mới nghĩ ra có trách hắn cũng ích gì. Không phải hắn, không phải Quỷ Vương Tông, thì Vạn Độc Môn với Hợp Hoan Phái cũng sẽ ra tay. Quỷ Vương Tông bất quá chỉ nhanh hơn một bước mà thôi. Ổ, lần này chính Chu Nhất Tiên là người lên tiếng đầu tiên. Lão ầm thầm đánh giá lại Giá Cẩu đạo nhân, đoạn chăm chú nhìn hắn thích thú nói, ngươi mà cũng có thể nghĩ được đến mức này sao? Lão đã quá xem thường ngươi rồi. Giá Cẩu trợn mắt không mấy thân thiện nhìn Chu Nhất Tiên. Chu Nhất Tiên quả không mấy thích thú với thái độ này, nhưng chỉ cười nhạt hà hà mà không hề tức giận. Giá Cẩu lại liếc nhìn Tiểu Hoàn, đôi mắt trong như sương mai, thu ba sóng sánh, đúng thật lay động tâm hồn, không biết vì đâu, không dám nhìn lâu, từ từ hạ đầu, nói, từ ngày đến Tử Trạch trong lòng lại càng khó chịu, nhất là những lúc chạm mặt với bọn Niên Lão Đại. Thật may gặp được hai người, rồi cứ thế mà đi theo thôi. Tựu như đã nghĩ ra điều gì, hắn nhanh chóng ngẩng mặt nhìn Tiểu Hoàn nói, nhưng tôi tuyệt không có ý hại hai người, tự tôi cũng chả biết ra sao. Đại khái là cứ tùy tiện mà cất bước đi thôi. Nếu mà hai người không đồng ý, tôi đành đi thôi. Tiểu Hoàn mỉm cười nói, không sao đâu, tiểu nữ thì thế nào cũng được. Vậy về sau người cũng cùng theo ông cháu tiểu nữ,
Đất trời rộng lớn thế này mà xem người rừng như cũng không có nơi để đi, Chu Nhất Tiên sợ bắn người. Khều Tiểu Hoàn đoạn thấp giọng nói, A đầu ngốc, ngươi nói năng lung tung bừa bãi, đem cái gã này theo chúng ta làm gì? Tiểu Hoàn trợn mắt nhìn lão, nói, cái gì mà gã này gã nọ, người ta cũng có danh tự mà. Lại nói người ta không hề có ác ý, chỉ đi cùng với chúng ta có gì mà phải lo sợ, Chu Nhất Tiên tức giận nói. A đầu ngươi không biết thế nào là trời cao đất dày cả. Hắn trong ma giáo tiếng xấu đồn xa, hình như hồi trước. Đột nhiên lão ngậm tăm, Tiểu Hoàn dán mắt vào lão hỏi, hắn trước đây thế nào? Ông nói đi, ngày trước có phải ông nghe thấy hắn làm việc ác tày trời? Chu Nhất Tiên gãi gãi đầu, hồi lâu ngại ngùng nói, hình như là chưa nghe ra hắn đã làm gì. Tiểu Hoàn toàn thân run lên vì cười, Chu Nhất Tiên khẽ khều lại nói, nhưng mà mang hắn theo bên mình, có vài điểm bất tiện mà lại chẳng được gì. Tiểu Hoàn giọng lạnh tanh, có vẻ như vào tối hôm qua khi qua khu đồi hoang, bên đường lại lũi ra một con heo rừng. Ra ra thì sớm đã cao chạy xa bay, chính vì đạo trưởng này đã tiến lên đuổi nó đi. Không thì một thân mỹ nữ yếu ớt này đã phải đối diện với thứ heo rừng to bự kia, Chu Nhất Tiên đỏ mặt đáp, lão nhân gia ngươi tuổi cao sức yếu, làm sao mà ngăn nổi thứ đó chứ? Lại nói ngươi bảo ngươi thân yếu ớt, đừng nói là con heo rừng, nếu đến là hổ beo thì ngươi còn không. Tiểu Hoàn bỗng nhiên ho khan, tức thì Chu Nhất Tiên không nói gì nữa, nàng đến ngồi đối diện với giá cầu, cười tươi nói, đạo trưởng, vậy thì từ nay về sau xin ngài để tâm chiếu cố. Giá cầu vội vàng đáp, không, không sao đâu, nếu có việc gì nặng nhọc cô nương cứ bảo ta là được. Xa xa Chu Nhất Tiên thở hắt ra, cùng lúc đột ngột một thanh âm lạnh lùng vô cảm từ ngoài truyền đến, thì ra ngươi chạy đến chỗ này. Giá cầu chấn động toàn thân, lập tức quay đầu nhìn lại. Tiểu Hoàn thì thất thanh thốt, à, là ngài. Trên con đường phía ngoài thạch đình xuất hiện một vị thanh niên nam tử, sắc mặt lãnh cảm, nằm trên vai là con khỉ lông màu cho. Đích thị quỷ lệ, bấy giờ tiết trời đang vào thu, dù đang giữa trưa nhưng cũng không nóng gắt như mùa hạ, cũng không phải lúc có những cơn gió lành lạnh từ ngoài đình thổi vào như hiện giờ. Không khí trong đình đột nhiên trùng xuống lạnh lẽo. Sau khi quỷ lệ vị khách không mời mà đến xuất hiện, giá cầu sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, có phần khẩn trương. Quỷ lệ vẫn mặc nhiên đứng một bên, không hề nhìn lấy giá cầu mà lại chú mục vào Chu Nhất Tiên. Tiểu Hoàn hết nhìn giá cầu lại nhìn quỷ lệ, hồi lâu cẩn thận hỏi, ô, trương, quỷ lệ cung tử, ngài đến làm gì? Quỷ lệ nhìn nàng rồi nói, tôi đến tìm gia gia của cô nương. Chu Nhất Tiên thử người hỏi, tìm ta? Quỷ lệ gật đầu đáp, vâng, xin thỉnh giáo tiền bối một vấn đề. Tức thì Tiểu Hoàn bình tâm trở lại, bèn quay sang cười với giá cầu, có lẽ muốn hắn cũng bình tĩnh lại phần nào. Đoạn hứng thú nói với quỷ lệ, a, ngài hiện giờ đã rất lợi hại, có gì để hỏi ra ra sao? Nói xong nàng mới nhận ra trên vai quỷ lệ là Tiểu Hôi, đôi mắt long lanh chuyển hướng, bất giác môi hé cười, trong lòng rất vui thích. Ha, hôm đó ta cho ngươi kẹo hồ lô, ngươi còn nhớ ta không? Chí chí, Tiểu Hôi kêu chí chóe một hồi, gật đầu liên tục, xong bỏ quỷ lệ mà trèo lên lòng Tiểu Hoàn. Thì ra hầu tử này ấn tượng rất tốt đối với món kẹo hồ lô hôm đó. Tiểu Hoàn nhanh chóng cười tươi, duỗi tay đón lấy nó, lại không nghĩ nó nặng đến thế, suýt chút nữa đã quẳng xuống đất. Phần may nàng phản ứng khá nhanh, tăng thêm sức đôi tay, trụ vững thân hình mới ôm gọn được Tiểu Hồi. Trong lòng nảy sinh thắc mắc, chỉ mới vài ngày gần đây, bề ngoài cũng không lớn lên bao nhiêu, làm sao mà thể trọng lại tăng nhanh đến thế? Thật là kỳ thay lạ thay. Quỷ lệ nhìn với Tiểu Hoàn đang đùa với Tiểu Hôi, cười nói không dứt, dáng điệu rất vui thích, sâu trong đáy mắt cũng có ánh lên sự vui mừng. Nhưng khoảng khắc lại biến mất, quay đầu đối diện với Chu Nhất Tiên. Chu Nhất Tiên nhún vai hỏi, lão nhân gia ta tài cao tận trời, học phú lục gia, thiên hạ có việc gì mà ta không biết? Nhưng ngươi lại có thể biết tìm ta thỉnh giáo, cũng không lạ. Có việc gì, ngươi cứ nói ra thôi. Quỷ lệ dĩ nhiên không lý đến phần tự biên tự diễn của lão, chậm chậm nói, cái ngày ở Tử Trạch có một con quái đầu cá mình người lén hại cháu gái ngài, tiền bối còn nhớ hay không?
Chu Nhất Tiên thẫn người, kế bên Giá Cẩu và Tiểu Hoàn đều nghe thấy. Tiểu Hoàn vừa ôm Tiểu Hôi vừa nói, đúng, đó, cái con quái vật đó thật hung dữ chết người. Nếu không nhờ Quỷ Lệ công tử và Bình Nhi tỷ tỷ lúc đó xuất thủ, tiểu nữ thế nào cũng bị hại. Quỷ Lệ vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn Chu Nhất Tiên, nói, tiền bối lúc đó có gọi tên nó là ngư nhân một trong 63 nam cương dị tộc, đúng chứ? Chu Nhất Tiên trầm mặc giây lát, đáp, không sai. Quỷ Lệ vòng tay thi lễ, nói, không biết tiền bối đối với tộc ngư nhân này, liệu còn hiểu biết nào khác? Chu Nhất Tiên nhìn qua Quỷ Lệ, nói, ngươi đột nhiên sao lại có hứng thú đến thế? Quỷ Lệ thoáng trầm ngâm, gật đầu thốt, phàm đã thỉnh giáo tiền bối, việc khác cũng không cần giấu giếm người. Sau khi người đi rồi, thủ hạ của tôi hình như bị một đám tương tự ngư nhân bất ngờ phục kích đánh lén, tử thương thảm trọng. Vì thế tôi nghĩ cần tìm hiểu từ tiền bối. Chu Nhất Tiên nhăn mày, người từ từ đứng thẳng, ánh mắt dần dần ra chiều suy tư nghĩ ngợi, im lặng. Quỷ Lệ cũng không lấy làm khẩn trương, bình tĩnh đứng cạnh bên. Hồi lâu, Chu Nhất Tiên bỗng hỏi, thủ hạ ngươi có phải chết rất tàn khốc, thi thể đa phần bị cắt xé nát thành từng mảnh, ghê tởm đến mức không dám nhìn. À, chính do Tiểu Hoàn kêu khẽ, sắc mặt đầy khinh hãi, hiển nhiên là vừa giật mình. Quỷ Lệ chậm chậm gật đầu, mục quang thăm thẳm nhìn lão, nói, không sai, chính là như thế. Chu Nhất Tiên gật đầu đáp, thế thì không thể sai được, chắc chắn là do tộc ngư nhân của Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn Lục Thập Tam dị tộc thủ tác. Chỉ có dị tộc này tướng mạo kỳ dị, lúc sơ sinh đã đầu cá mình người, dựa vào truyền thuyết bản tộc của chúng, chính là ngư thần thượng cổ và một người con gái giao cấu mà sinh ra. Cũng vì thế chúng từ trước đến nay luôn luôn xem mình hậu duệ của ngư thần. Dị tộc này cố tính tàn nhẫn hiếu sát, tin rằng bất kể động vật hay người, tại thảm trường chỉ còn lại thi thể bị xé nát mới có thể đồng thời xé nát quỷ, hồn, miễn trừ hậu hoạn. Vì thế khi chúng hạ thủ, không quản động vật hay người, đa phần thân xác đều khó bảo toàn. Đột nhiên ở bên cạnh phát tới một loạt âm thanh kỳ lạ. Hai người nhìn qua, nhận ra Tiểu Hoàn mặt đã trắng nhợt, nhăn nhó, có vẻ muốn nôn thốc. Chu Nhất Tiên nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, thiên hạ bao la, còn không biết bao nhiêu việc càng hung bạo tàn ác hơn nhiều, ngươi còn chưa biết đâu. Quỷ Lệ tự nhiên không giống Tiểu Hoàn, có điều cũng đã hơi hơi cau mày, nói, làm sao mà chủng hung man dị tộc này trước nay đều chưa từng được nghe qua thanh tiếng. Chu Nhất Tiên chậm rãi nói, người trước nay cư ngụ tại Trung Nguyên, tự nhiên không tường tận chủng man hoang dị tộc. Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn là nơi rừng thiêng nước độc, người ở đó ăn tươi nuốt sống, tuyệt không giống Trung Nguyên văn minh. Nhưng mấy dị tộc đó trước giờ vẫn quen trú tại tổ tiên sở tại. Ngoài ra con đường nối Trung Nguyên với Nam Cương chính là bản doanh của một trong tam đại chính phái Phần Hương Cốc. Thỉnh thoảng cũng có vài dị tộc tiến vào, nhưng đều bị đệ tử Phần Hương Cốc tiêu diệt. Bởi thế Trung Nguyên nhân sĩ trước nay khó tường tận tình hình của Nam Cương dị tộc được. Lão thời trẻ khi du lịch thiên hạ, lạc tới xung quanh Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, mới biết được sơ lược một hai. Quỷ Lệ điềm đạm gật đầu, mục quang dần sáng lên, nói, dựa theo lời tiền bối, thỉnh thoảng vài dị tộc tiến vào cũng còn có thể, nhưng đây là một nhóm rất đông vô thanh vô tức đột nhập. Còn nữa, Nam Cương cách Tử Vong Triều Trạch dễ không dưới vạn dặm, điều này không thể xảy ra được, trừ khi trấn thủ Nam Cương Phần Hương Cốc nảy sinh vấn đề. Chu Nhất Tiên bỗng vặn mình, uể oải nói, đó là việc của các ngươi, ta lười không quản. Vậy Quỷ Lệ im lặng rồi gật đầu nói, đa tạ tiền bối. Nói xong quay người nhìn Tiểu Hoàn đang ôm Tiểu Hôi đùa giỡn, liếc mắt nhận ra Quỷ Lệ đang nhìn mình, liền không nhịn nổi cười nói, con khỉ của ngài thật dễ thương. Đúng rồi, sao mà nó đột nhiên lại nặng quá vậy? Trên trán của nó đột nhiên hiện ra một vệt sâu, giống như là con mắt đó. Hơ hơ, đúng không à, khỉ con. Nói đoạn, Tiểu Hoàn nhăn mặt với Tiểu Hôi, Tiểu Hôi miệng cười toe tét chí chí, chí chí, đuôi thì ngoe ngoẩy. Quỷ Lệ động tâm, từ khi ở Thiên Đế Bảo Khố, Tiểu Hôi uống ly nước thần bí lại nuốt luôn viên kỳ thạch, thì giống như say rượu, ngủ luôn hai ngày hai đêm.
tỉnh lại cũng không thấy ăn thứ gì, nhưng thể trọng lại đột nhiên gia tăng rất nhiều, ngoại hình cũng bắt đầu thay đổi, lông càng lúc càng sáng bóng. Đặc biệt là cái vết sẹo trên trán càng lúc càng hiện rõ. Có điều trừ những thứ trên, Tiểu Hôi cũng không có gì thay đổi, vẫn còn bộ dạng tham ăn háo chơi. Lúc đầu Quỷ Lệ cũng không yên tâm, nhưng thấy Tiểu Hôi không có gì dị thường, nên từ từ an tâm trở lại. Bây giờ hắn đem mục quang di lên người của Giá Cẩu đạo nhân, Giá Cẩu cũng nhìn qua. Trong mắt có vài phần úy kỵ, Quỷ Lệ từ tốn hỏi, ngươi định về sau cùng đi với họ sao? Giá Cẩu đạo nhân trầm mặc một lúc, đúng, Quỷ Lệ đáp, lúc trước ta đã từng nói qua với ngươi, ngươi chắc còn nhớ, mấy người Niên lão đại lúc nào cũng có thể đến tìm ngươi. Giá Cẩu đạo nhân sắc mặt u ám, nhưng nhìn Tiểu Hoàn rồi vẫn có thể nói, tôi biết chứ, cũng không để ý, chính họ tự phản bội, làm sao còn mặt mũi tìm tôi. Không biết vô tình hay cố ý, Quỷ Lệ lại nhìn Tiểu Hoàn rồi tức khắc thu hồi, nói, đã như thế này thì cũng tùy ngươi vậy. Giá Cẩu đạo nhân thần người, ngẩng đầu, có vẻ không tưởng Quỷ Lệ lại nói như thế. Quỷ Lệ càng không bận tâm đến, bước sang bên gọi Tiểu Hôi, Tiểu Hôi vèo một cái lũi khỏi lòng Tiểu Hoàn. Chỉ hai ba bước đã nhảy lên vai của Quỷ Lệ, Tiểu Hoàn bần thần, không nỡ, thốt, ngài như thế là đi sao? Quỷ Lệ gật đầu, chắp tay với Chu Nhất Tiên, tức khắc hạ thân thanh quang bốc lên, nháy mắt thanh quang đã chói lòa, bay thẳng lên trời, lập tức thất tiêu. Dõi thấy thân ảnh đã biến mất, Giá Cẩu đạo nhân bỗng thở hắt ra, vừa rồi Quỷ Lệ đứng ở đây, hình như có loại uy thế vô hình tồn tại áp bức hắn đến nghẹt thở. Tiểu Hoàn nhìn thấy thế đang nghĩ trêu hắn, bỗng nghe sau lưng truyền đến một loạt tiếng động, tiếp đó là một chuỗi thanh âm nhu mì nhẹ nhàng lướt đến. Muội muội, chúng ta lại gặp nhau. Tiểu Hoàn không cần quay đầu đã cười nói, Bình Nhi tỷ tỷ quay lại nhìn quả nhiên là thiên tư mỹ sắc, phong tình lồ lộ Kim Bình Nhi, mỉm cười đứng sau lưng. Không rõ xuất hiện từ lúc nào, Giá Cẩu đạo nhân suy cho cùng cũng là người trong Ma giáo, đối với Kim Bình Nhi rất úy kỵ, có phần không được dễ chịu thoải mái. Nhưng Tiểu Hoàn với Kim Bình Nhi giao tình rất tốt, vừa gặp đã vui cười không ngớt. Kim Bình Nhi cũng rất yêu thương mà vuốt tóc muội muội mình, không biết vô tình hay hữu ý cũng liếc nhanh lên trời, nói, Tiểu Hoàn muội muội, hôm nay ta tìm muội kỳ thực là muốn hỏi ra ra muội vài câu. Tiểu Hoàn, Chu Nhất Tiên bao gồm cả Giá Cẩu tất cả đều ngớ người. Kim Bình Nhi từ tốn hướng về Chu Nhất Tiên nói, về Nam Cương dị tộc ngư nhân, tôi hãy còn vài vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Chu Nhất Tiên lặng im, nhíu nhíu mày. Kim Bình Nhi mắt lại nhẹ nhẹ phiêu phiêu mông lung nhìn trời, chỉ thấy trên cao ẩn trong đá mây trắng, một tia sáng tựa con thoi đan dệt từng vạt mây, từ từ hướng về phía nam. Các bạn đang nghe truyện Chu Tiên tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 107, Kiếm Vũ. Thanh Vân Sơn, Tiểu Trúc Phong, đêm thâm thâm, nguyệt quang lu mờ bao trùm khắp Tiểu Trúc Phong. Lục Tuyết Kỳ vận bạch y, lặng lẽ đứng ở hậu sơn, nhìn từ vọng nguyệt đài, Thanh Vân Phong dáng dấp hùng dũng, đỉnh thông thiên phong xuyên thủng vân hải, kể bên là Hồng Kiều, được liệt vào một trong sáu nơi thường nguyệt tuyệt vời. Vọng nguyệt đài Tiểu Trúc Phong tuy cũng được bao bọc bởi rừng trúc bạt ngàn, nhưng loại trúc ở đây khác với hắc, tiết trúc. Tiểu Trúc Phong sinh sôi nảy nở cực thịnh một loài trúc hiếm, lệ trúc. Loại này thân thanh mảnh, có màu thúy lục, so với loại trúc thông thường thân ngắn hơn gần cả đốt. Nhưng xét về mặt kiên cường, loài trúc tự nhiên này xếp vào hàng đệ nhất, kẻ tiểu phu thông thường chẳng bao giờ đốn ngã được. Điểm đặc sắc nhất của loài trúc này là trên thân sinh ra những đốm hồng phấn cực kỳ mỹ lệ, thoạt nhìn ngỡ là vết lệ buồn của mỹ nhân lưu lại. Cái tên Tiểu Trúc Phong hiển nhiên cũng từ đây mà có. Vọng Nguyệt Đài thực ra là ngọn đồi lẻ loi giữa khoảng không gian rộng lớn. Ngoại trừ phần nửa sau của ngọn đồi nối tiếp với núi, đại bộ phận còn lại đều răng ngang trên hư không. Tương truyền rằng, vào những đêm minh nguyệt rạng rỡ, ánh nguyệt quang chậm chậm dâng cao trên núi, từ từ leo lên chiếu rọi cả Vọng Nguyệt Đài. Thời khắc mà trăng lên đến đỉnh chính là lúc minh nguyệt tỏa sáng khắp Vọng Nguyệt Đài. Thời khắc đó là lúc Vọng Nguyệt Đài mỹ lệ nhất.
ánh trăng sáng vằng vặc, thanh khiết đột nhiên chói lọi rạng rỡ không gì sánh nổi, chiếu dạ vào những lớp nham thạch ở vọng nguyệt đài, lại bị phản chiếu tự nhiên vào tòa tiểu trúc phong. Người ở vọng nguyệt đài lúc này gần như đứng lạc trong tiên cảnh. Hoang đường hơn nữa là chu kỳ 6 năm chỉ có một đêm trăng sáng như thế, hoàn toàn làm con người thấy mình đứng càng cao hơn cả minh nguyệt, mang lại sự kích động, ham muốn vô hạn. Chỉ có đêm nay minh nguyệt lu mờ, gió lớn thổi quần quật, đương nhiên không phải là lúc thích hợp để ngắm trăng. Lúc này hiển nhiên các đệ tử trên tiểu trúc phong yên giấc nồng từ lâu. Chỉ có Lục Tuyết Kỳ, không hiểu vì sao, một mình lại đến nơi lạnh lẽo cô độc này. Thanh thiên gia kiếm, vật bất ly thân vẫn phía sau nàng, tỏa ra ánh lam sắc dịu dịu, phát tán ôn nhu trong màn đêm. Cơn gió đêm lạnh lùng thổi tràn đến, bạch y nàng như sương tuyết, bay bay trong gió. Những sợi tóc mềm mại thổi bay xào xạc, mơn man trên mặt nàng. Nàng chỉ đơn giản không lý gì đến, trầm mặc đứng trước thềm vọng nguyệt đài, phóng tầm mắt nhìn ra vô tận. Gió trên núi trở nên mạnh mẽ hơn, xiêm áo nàng phiêu lượn phấp phới. Chỉ cách vài bước nữa là vực sâu đen vạn trượng. Đứng bên bờ vực, trong ánh sáng le lói, bóng bạch y thiếu nữ cô độc đứng trầm mặc từ rất lâu. Từng chút một, trong thâm tâm nàng từ từ dâng lên, chính là mối hoài niệm nhu tình đang dần hóa thành nỗi niềm thương tâm. Từng mũi dao vô hình cứ khắc sâu, sâu dần vào trái tim. Từ sâu trong vết thương lòng bỗng hiện rõ dần một nhân ảnh tương tư, khắc cốt ghi tâm. Nàng đứng trong bóng đêm cô tịch này, từ từ dang rộng tay về phía hư không. Vũ trụ phảng phất như vô cùng, vô tận. Gió thổi ngày càng rền rĩ, như muốn xâm nhập vào nỗi hoài niệm thương tâm, muốn xé tan hình bóng trong lòng nàng. Bóng đêm dưới chân nàng không biết khởi nguồn từ đâu, vươn dài những cánh tay đen tối lao tới, nhưng muốn kéo nàng vào vực sâu thăm thẳm. Nàng vẫn bất động như si dại, thân thể nàng yếu mềm, nhu nhược trước gió. Nhưng bóng hình nhu nhược này, trong đêm lại ngỡ như đóa bách hợp mãn khai. Đêm sâu thăm thẳm, giữa giá lạnh vô danh xuyên ra cắt thịt, mối nhu tình ẩn tàng trong thâm tâm bỗng bừng lên ngưng kết thành ngọn lửa bập bùng. Là gương mặt của một người thê lương. Một âm thanh sắc lạnh đột nhiên vang lên, truyền vọng đi trong đêm, dội vào hư không. Thiên gia thần kiếm bỗng nhiên rời khỏi vỏ, hào quang sáng rực trong đêm. Thân ảnh nàng trắng toát nhảy lên không trung tiếp lấy thiên gia, gió núi oai phong cuộn lại, hòa lẫn với bóng trắng, bắt đầu một điệu múa kiếm đẹp nhất thế gian. Kiếm quang trong tay mỹ nhân uyển chuyển phi thường, dáng từ trên cao xuống như thu thủy, thoát hóa thành một dải ngân hà. Trong hắc ám kiếm khí vẫy vùng, khi thì thăng thiên, khi thì lạc địa, lúc như tấm hoàng y rạng rỡ, quyến luyến quanh mỹ nhân, lúc lại tan ra như ngàn vạn vì tinh tú lấp lánh. Lục Tuyết Kỳ trên vọng nguyệt đài, cắn môi, nhắm mắt lại, buông mình như đóa hoa trôi bồng bềnh theo làn gió lạnh. Toàn thân nàng dùng hết sức biến thành đạo bạch sắc phù quang. Trong mờ ảo phảng phất thấy được giọt mồ hôi vương trên gương mặt trắng bệnh. Cơ thể dường đã cạn sức nhưng vẫn múa kiếm không ngừng. Bóng hình nàng vừa u ám, vừa mỹ lệ, đinh. Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Thiên gia thần kiếm từ trên tay nàng bỗng từ từ rơi xuống. Mũi kiếm đâm thẳng xuống nền đá cứng, như đâm xuống nền tuyết mềm mại. Không một tiếng động, bóng bạch y buông mình rơi xuống đất, hơi thở dồn dập. Giọt mồ hôi trên mặt như viên minh châu rơi xuống đất. Hơi thở nàng từ từ trầm ổn lại, mục quang dần có lại thần sắc. Không hiểu từ lúc nào, nàng thấy mình đã múa kiếm đến phía sau vọng nguyệt đài. Nàng nhìn chừng chừng vào rừng lệ trúc ôn nhu tinh tế trước mặt, từng giọt lệ ngân trên thân trúc như vết thương lòng nữ nhân. Nàng cười không ra tiếng, trong tâm phảng phất nỗi đau thương vô hạn. Nàng không màng đến y phục, tựa cả lưng vào một thân lệ trúc, từ từ ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn trời cao. Trời cao vô hạn, gió đêm đưa lại một mùi vị quen thuộc. Nàng nhắm mắt lại, hít thật sâu. Lúc mệt mỏi dần tan thì bóng hình trong tim nàng lại càng sâu đậm thêm. Chuyện quá khứ, từng chi tiết in đậm trong tim, không thể xóa nhòa. Lúc bên ngoài thiên đế bảo khố, chàng đã quên đi an nguy của bản thân,
mạo hiểm cứu nàng. Nàng bất giác nở nụ cười, đắm chìm trong nỗi nhớ. Ngay cả những văn tự thần bí nhảy múa xung quanh hai người vào những thời khắc cuối cùng nàng còn nhớ như in, thì làm sao có thể quên được chàng. Đắm chìm trong suy nghĩ, miệng nàng bất giác đọc khẽ: thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Đêm thâm thâm, những văn tự cổ phảng phất như ma chú, từ từ tan vào hắc ám thanh vân sàn. Thông Thiên Phong, tổ sư từ đường ánh đèn trong đại điện lung linh tỏa sáng một cách thanh bình. Trưởng môn đạo Huyền Chân Nhân trong tay đang cầm ba nén hương cung cung kính, kính hướng về vô số bài vị của các bậc tiền bối hành lễ, rồi bước lên cắm vào hương án. Đứng bên cạnh người chỉ có người chăm sóc từ đường, Lạp Phách lão nhân. Trong ánh hoàng hôn, từng tia nắng nhợt nhạt chiếu lên các nếp nhăn khắc khổ trên mặt lão. Đạo Huyền quay đầu lại, đưa mắt nhìn sang Lạc Phách lão nhân, rồi nói: lão dường như già đi nhiều. Lão nhân mặt không đổi sắc, từ tốn trả lời: năm tháng làm con người già đi, có gì lạ đâu chứ. Đạo Huyền lại cười, có vẻ như còn muốn nói tiếp điều gì đó. Đột nhiên bên ngoài từ đường truyền vào một âm thanh thư: tiền bối, đệ tử Lâm Kinh Vũ đã trở về, xin đến vấn an tiền bối. Đạo Huyền nhíu mày, không nói gì nữa. Lão nhân chậm chậm bước lên một bước, nói lớn: là ngươi à, sao bây giờ mới quay về? Lâm Kinh Vũ cung kính trả lời: đệ tử đã về từ hôm qua, sau khi hồi báo với trưởng môn. Trước phải về Long Thủ Phong gặp thủ tọa đại sư huynh, xong việc liền đến ngay bái kiến tiền bối. Lão nhân khóe miệng dường như mỉm cười, từ tốn nói: vậy sao? Ngươi bên ngoài đợi ta một lát, ta đang có khách. Lâm Kinh Vũ bên ngoài dường như rất ngạc nhiên, tổ sư từ đường trước giờ chẳng có ai lai vãng, không ngờ hôm nay lại có khách. Từ khi theo thần bí lão nhân tu hành 10 năm nay, hắn sớm đã kính trọng lão như ân sư, nên ngoan ngoãn đứng chờ. Đạo Huyền Chân Nhân thong thả bước vào chỗ khuất trong đại điện, nhìn ra cửa lớn, chỉ thấy Lâm Kinh Vũ sau vai mang long kiếm, vận trường bào, lưng mang ngọc đai, gương mặt anh tuấn, thái độ cung kính đứng sang một bên từ đường, kiên nhẫn chờ đợi. Ông trầm ngâm một lúc rồi nói: hai tử này đúng là nhân tài, bất luận là tư chất hay tâm tính đều hơn hẳn người thường. Lão nhân bước đi chậm rãi, bước đến cạnh chân nhân, nhìn ra ngoài, nói: năm ấy tại sao ngươi không nhận hắn làm môn hạ? Đạo Huyền Chân Nhân đảo mắt nhìn Lâm Kinh Vũ đang đứng bên ngoài từ đường. Người thanh niên đó đúng là anh tư bột phát, bất luận nhìn ở phương diện nào đều thấy tài năng hiển hiện, khiến người khác cảm thấy y hơn hẳn người thường. Đạo Huyền Chân Nhân đột nhiên cười, cười rất bình thản, sau đó quay người lại nói với lão nhân: vì hắn quá giống một người về khí chất, tính cách, thậm chí cả tư chất đều rất giống, nếu để hắn bên cạnh ta sẽ không thể ngủ yên. Lão nhân bên cạnh nét mặt dường như đột nhiên co thắt lại. Đạo Huyền quay đầu lại nhìn lão một lúc, sau bỗng lắc đầu cười, nói: chỉ là lời nói đùa thôi mà. Nói chưa dứt lời thì Đạo Huyền Chân Nhân đã lạc giọng, đôi chân mày nhíu lại, tay ôm chặt lấy ngực, ho khẽ một tràng dài. Lão nhân nhìn Đạo Huyền Chân Nhân tay ôm ngực, nét mặt đang tái xanh dần, khẽ hỏi: đã 10 năm rồi, vết thương của ngươi vẫn chưa khỏi sao? Đạo Huyền Chân Nhân một câu cũng không nói ra được, ho ngày càng lớn tiếng, càng về sau sắc mặt càng tệ hơn. Mãi một thời gian cơn ho mới dịu dần. Đạo Huyền Chân Nhân sau một tràng ho dài đã rời khỏi cửa, có Lâm Kinh Vũ đứng ngoài, hiện đang đứng trước vô số các bài vị tổ sư Thanh Vân Môn, nói: ta không thể nào ngờ được nội lực phản chấn của Chu Tiên Kiếm lại hung hiểm đến như vậy. Lão nhân vừa lau chùi bệ thờ, vừa nói: Chu Tiên Kiếm uy lực vô biên, do có thể khởi phát Chu Tiên Kiếm trận xoay chuyển trời đất, nên cũng là một vật mang lại điềm gở vì đã đối nghịch ý trời. Ngươi là kẻ dùng Chu Tiên Cổ Kiếm lúc đó, chắc đã phải biết rõ hậu quả thế nào. Đạo Huyền Chân Nhân ảm đạm nói: ta tự đã biết điều này. Trên có Huyễn Nguyệt Động Phủ, dưới có Thanh Diệp Tổ Sư và các vị đại tổ sư linh thiêng làm chứng, ta vạn bất đắc dĩ mới dám phá nghiêm lệnh, lại vạn bất đắc dĩ lắm mới dám dùng đến Chu Tiên Kiếm. Lão nhân lau bệ thờ, động tác chậm rãi cứ như đã mãi việc này trong suốt bao nhiêu năm. Bất ngờ đôi mắt lại trở nên chuyên chú, cười nói: kỳ thật ta đã nghĩ qua, ngươi với nhiều lý do, nhiều lần đã dám huy dụng Chu Tiên Cổ Kiếm,
hứa hẹn sẽ chết sớm hơn cả ta phía sau lão nhân. Đạo Huyền chân nhân đồng tử hốt nhiên co thắt lại, một lúc sau mới quay mình bước đi. Giọng lão nhân vang lên phía sau có ý thất vọng, ngươi phải đi à? Đạo Huyền chân nhân dừng bước, vẫn không ngoái đầu nhìn lại. Một lúc sau thong thả nói, chắc ngươi cũng còn nhớ năm đó khi cứu ngươi ta đã nói gì không? Lão nhân trong bóng tối không trả lời. Đạo Huyền chân nhân chẳng màng quay đầu lại. Trong tổ sư từ đường phảng phất có tiếng thở dài. Chỉ nghe tiếng Đạo Huyền chân nhân từ tốn nói, ta cứu ngươi bởi vì ta nợ ngươi, nhưng ta sẽ không để ngươi sống lâu hơn ta đâu. Bóng hình lão nhân hoàn toàn bất động trong bóng tối. Đạo Huyền chân nhân rời khỏi tổ sư từ đường. Lâm Kinh Vũ đứng chờ ngoài điện, bỗng thấy trưởng môn chân nhân từ tổ sư từ đường bước ra, vội vàng cung kính hành lễ. Đạo Huyền chân nhân khẽ gật đầu, lướt nhìn hắn, trong mắt ánh lên những tia sáng kỳ dị rồi bước đi ngay. Lâm Kinh Vũ dõi mắt nhìn theo cho đến khi trưởng môn chân nhân khuất dạng. Nguyên nhân là do lúc Đạo Huyền chân nhân bước ra, hắn đột nhiên nhận thấy sắc diện ông dường như trắng bệch lạ thường. Lâm Kinh Vũ còn đang mải nghĩ ngợi thì trong từ đường đã vọng ra tiếng lão nhân, ngươi vào đi. Lâm Kinh Vũ vội vàng hồi đáp dạ, rồi bước vào tổ sư từ đường. Vừa bước vào tổ sư từ đường, Lâm Kinh Vũ bỗng có cảm giác ớn lạnh. Đồng thời xung quanh hắn bốn bề tối sầm lại, khiến hắn không ngừng chớp mắt. 10 năm nay hắn theo lão nhân thần bí chăm sóc tổ sư từ đường. Nhưng kể từ khi đến, hắn lúc nào cũng thấy nơi này mang vẻ u u ám ám kỳ quái. Nơi này lúc nào cũng chìm trong bóng tối. Lẽ ra phía trước các bài vị tổ sư phải có ánh sáng của các hương đèn, nhưng loại ánh sáng này lại chỉ mang thêm phần u ám sâu hút. Vốn thật không có cách nào làm thay đổi cảm giác âm u này. Dù gì, thì đây cũng là nơi hắn đã sống 10 năm. Hơn nữa hắn thập phần kính trọng lão nhân, nên đã quen thuộc với khung cảnh âm sâm quái dị. Hắn cung cung kính kính hành lễ, thưa tiền bối, đệ tử đã về 10 năm qua. Không ít lần Lâm Kinh Vũ muốn gọi lão nhân là sư phụ nhưng lần nào cũng bị lão cự tuyệt. Vì thế Lâm Kinh Vũ luôn phải gọi là tiền bối. Dù sao đi nữa, ngay cả trưởng môn chân nhân cũng đối xử ngang hàng với lão nhân. Trong thâm tâm hắn, lão nhân thời trẻ chắc phải là bậc trưởng bối ở Thanh Vân Môn. Lão nhân từ trong bóng tối bước ra, miệng mỉm cười, nhìn thấy Lâm Kinh Vũ cách biệt đã nhiều tháng, trên gương mặt phảng phất nét phong sương, dáng vẻ lại thêm phần thần sắc tinh anh. Trong mắt lão nhân không giấu được vẻ hân hoan, hỏi ngươi xuất đạo chuyến này có bị thương tích gì không? Lâm Kinh Vũ cũng vui mừng trả lời, bất quá trên người con có vài vết thương nhỏ, ngoài ra không có gì đáng kể đến. Đáng tiếc là lần đi Tử Trạch này lại không có thu hoạch gì. Hắn kể lại chuyện trên đường từ Tử Trạch trở về, nghe được tin tức nội bộ ma giáo cùng nhau tiêu diệt Trường Sinh Đường, nhất nhất đều thuật lại cho lão nhân. Hiển nhiên lão nhân chẳng hứng thú gì với sự tồn vong của Trường Sinh Đường, chỉ nghe thấy một trong tứ đại phái của ma giáo thời đã bị diệt vong. Trên gương mặt bỗng có chút biến hóa, sau đó an tĩnh lại, tiếp tục nghe Lâm Kinh Vũ nói. Sau khi Lâm Kinh Vũ dứt lời, lão nhân im lặng một lúc rồi đột nhiên nói, ngươi nói tam đại ma giáo đương thời đang có lực lượng hùng hậu là đã bao gồm luôn cả Vạn Độc Môn rồi à? Lâm Kinh Vũ gật đầu đáp, vâng ạ. Lão nhân ngập ngừng hồi lâu, bỗng nhiên nói, ngươi có gặp Thương Tùng không? Lâm Kinh Vũ toàn thân chấn động, ngạc nhiên một lúc lâu, trên mặt biểu tình biến đổi phức tạp, đến gần nửa ngày mới trả lời, thư tiền bối, không hề gặp. Lão nhân luôn dõi theo thần sắc của hắn, hỏi, ngươi ghét hắn lắm à? Lâm Kinh Vũ mắt đượm vẻ đau khổ, nói, con không biết, nhưng tránh tả bất lưỡng lập, nếu có tái kiến, cũng đã thành cầu nhân bất cộng đái thiên rồi. Lão nhân đột nhiên cười lạnh lùng. Hà Lâm Kinh Vũ thất kinh, có chuyện gì vậy thưa tiền bối? Lão nhân khẽ lắc đầu, quay mình đi, ngước mắt nhìn lên trên cao, nơi có vô số Thanh Vân Môn tổ sư bài vị, phía trước là những ánh nến lập lòe, lúc này nhìn như ánh mắt của các vị tổ sư đang trầm mặc nhìn xuống kẻ trong từ đường. Hắn đã nuôi ngươi lớn lên, truyền cho ngươi đạo pháp, dạy ngươi làm người, lại dứt lòng mang long kiếm trao cho ngươi, thử hỏi đã đối xử gì không đúng với ngươi? Lâm Kinh Vũ lắc đầu, nói, nho nhỏ ông ta đã luôn rất tốt với con,
Lúc trước con luôn kính ngưỡng ông ta như thiên thần, luôn xem như cha ruột, sùng bái cùng cực. Nhưng... Lâm Kinh Vũ ngừng lại, lão nhân cũng trầm mặc lúc lâu, mắt nhìn lên ánh nến trên bàn thờ tổ sư, gượng cười nói kỳ thật, Thanh Tùng hắn chỉ là kẻ lầm đường lạc lối đáng thương. Các bạn đang nghe chuyện Chu Tiên tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 108, Cổ Miếu. Cõi Nam Ác Địa chính là ở phía cực nam của thần châu Hạo Thổ. Tương truyền là nơi sông núi hiểm trở, có rất nhiều độc trùng mãnh thú, phân cách với Trung Nguyên rất rõ ràng. Tại phần đất cực nam bằng phẳng, bỗng tự dưng nhô lên một dãy núi cao nguy nga, đỉnh núi xuyên vào tận mây, phân chia rõ ràng hai vùng Nam Bắc. Từ xưa đến giờ, ở Trung Nguyên phì nhiêu chỉ có rất ít người đi đến cõi Nam. Nguyên nhân nhiều vô kể. Đầu tiên là đường đi hiểm trở, thứ hai là mãnh thú độc trùng, rất nhiều chướng khí nước độc, đất đai ở đó lại khô cằn ít ỏi, không cày cấy được. Ngoài ra còn do không hiểu từ khi nào, thế gian lưu truyền chuyện ở rừng núi mênh mông quái nam. Có nhiều loại người dị tộc dã man, ăn thịt sống, háo sát tàn nhẫn. Lại có loài người lai thú chuyên ăn thịt người, từ đó không có ai dám, can đảm đến đó nữa. Nếu lúc nào đó thiên hạ đại loạn, chỉ sợ có ngày những dị tộc đó tụ tập nhau lại, từ vùng rừng núi đó mà xông ra, rồi tiến vào Trung Nguyên, thế thì nguy hại đến thiên hạ lắm. Nhưng từ ngàn năm nay, không hề có ai nghe nói đến chuyện man tộc hại người cả, tuy rằng ngẫu nhiên thi thoảng tại vùng biên thủy quái nam, có lưu truyền chuyện có người nhìn thấy dị tộc cổ quái như quái vật xuất hiện, rồi phần lớn họ sau đó lại tự nhiên mà chết. Nhưng chuyện đó dần dần cũng dần bị mọi người quên đi. Cho đến ngày nay, trong những người sinh sống ở vùng biên thủy phía Nam, chỉ còn đại khái mỗi các bà mẹ là còn dọa con khóc ban đêm câu: nếu không nghe lời, bọn quái vật man tộc kia sẽ đến bắt con đi đấy. Nghe những câu nói này, vào ngày nay, cũng chẳng còn có ai ở đó nhớ đến chuyện ở vùng núi cao rừng sâu kia có tồn tại những dị tộc nọ. Thế thì những người ở tít trong Trung Nguyên xa hàng ngàn dặm còn biết gì được chứ? Chính vì vậy, vùng thập vạn đại sơn bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc là vùng đã bị người dân bình thường quên lãng. Nhưng dù người dân bình thường có quên những dị tộc này, thì những người tu chân luyện đạo, họ vẫn không quên. Không phân biệt chánh tà ma đạo, cũng được ghi trong các tài liệu từ xa xưa. Đều hiểu rằng trong ngàn năm nay tại phương Nam các dị tộc sở dĩ không thể gây hại cho thiên hạ, công lớn nhất là nhờ ở phần Hương Cốc một cự phái trong chánh đạo. Thập vạn đại sơn đích thị một dãy núi hùng vĩ cao lớn, ngăn cản sự đi lại giữa Nam và Bắc. Người Trung Nguyên không thể đi về phương Nam, các man nhân dị tộc cũng không thể đi lên phương Bắc. Nhưng nghìn năm trước, một trận sấm sét lớn không thể tưởng tượng được đã từ trời cao giáng xuống. Trong vòng ngàn dặm bách tính tử thương vô số, khi trường kiếp nạn này qua đi, người ta phát hiện tại giữa dãy núi nguy nga đó, trận sấm sét mạnh mẽ không ngờ đã đánh tạt cả núi, tạo thành một tiểu hắc đạo u ám khẳng khiu rộng ba thước. Cũng kể từ lúc đó, thế gian truyền rằng từ nơi thập vạn đại sơn, có ẩn chứa man tộc quái nhân, thường thường làm loạn nhân gian, nhân dân vùng biên thủy khổ không sao nói hết được. Cho đến tận khi có Phần Hương Cốc xuất hiện. Phần Hương Cốc là một chi phái trong chánh đạo, lai lịch vô cùng thần bí. Sớm nhất là từ 1.500 năm trước đã có đệ tử phái này hành tẩu trên thiên hạ. Nếu bàn về nguồn gốc, toàn thiên hạ chỉ có mỗi Thanh Vân Môn và Ma Giáo là có lịch sử dài hơn. Còn thì cả Thiên Âm Tự cũng không bì được. Tuy rằng nói như vậy, nhưng phái này ban đầu danh tiếng rất nhỏ. Mặc dù thi thoảng cũng xuất hiện một vài môn hạ đạo hạnh cao thâm, nhưng ảnh hưởng đối với cục thế trên thiên hạ không lớn. Cho đến cách đây 800 năm, phái này tại biên thủy phía Nam gần chỗ Tiểu Hắc Đạo, tìm thấy một sơn cốc rồi định cư ở đó, từ đó xưng tên Phần Hương Cốc. Trong vòng 800 năm cao thủ xuất hiện như mây, thế lực cường thịnh, đến giờ dĩ nhiên đã ngang hàng cùng với Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự, thành một trong ba đại phái lớn nhất trong chánh đạo. Cũng cùng với đó, cốc chủ hiện tại của Phần Hương Cốc là Vân Dịch Lam, cùng với đạo huyền chân nhân của Thanh Vân Môn,
Hòa thượng Phổ Hoàng của Thiên Âm tự là ba người có địa vị cao nhất trong chánh đạo. Chỉ là người này vốn thích kín tiếng nên so với hai người kia thì danh tiếng không bằng. Do vị trí địa lý, phần Hương Cốc phải gánh vác trông coi cái tiểu đạo u ám được gọi là Hắc Động Khẳng Khiu ở gần đó. Từ đó trở đi, không còn nghe thấy tin đồn những chuyện quái vật man tộc quấy rối bách tính nữa. Vì vậy trong lòng bách tính ở đó, thanh danh của phần Hương Cốc cực cao, được người đời tôn sùng như những thần tiên cao quý nhất. Những thông tin này đều có trong ghi chép lưu tại Ma giáo Quỷ Vương Tông. Quỷ Lệ trong vòng 10 năm qua cũng đã từng để mắt tới, đến giờ trong đầu dần dần nhớ lại. Hôm nay so với cái ngày hắn hỏi thăm Chu Nhất Tiên tin tức về quái vật người cá rồi sau đi về phương Nam là đã được 3 ngày. Hắn miệt mài đi gấp, cuối cùng cũng đã đến phụ cận của Thập Vạn Đại Sơn. Đêm sâu thẳm, vầng trăng muộn ở trên không trung, mây cao dày từng lớp, không nhìn thấy một vì sao nào. Ánh trăng tỏa sáng, chiếu xuống nhân gian, ở phía đỉnh núi trước mặt Quỷ Lệ cũng hiện lên khá rõ ràng. Quỷ Lệ dừng lại tại một đỉnh đồi, nhìn về phương Nam quan sát, lông mày hơi nheo lại. Chú Khỉ Tiểu Hôi vẫn ngồi yên trên vai hắn như cũ, tay cầm một quả gì đó không hiểu lấy được ở đâu, đang gặm gặm có vẻ rất ngon lành. Kể từ lúc đi, được hết 2 ngày đầu, hắn còn thấy những ký hiệu mà Sát Sanh Hòa Thượng lưu lại. Nhưng đến ngày hôm nay, ký hiệu của Sát Sanh Hòa Thượng đã hoàn toàn biến mất. Chỉ là nhìn vào những tin tức gã đã lưu lại, có thể thấy dựa vào thuật truy tung tinh xảo của mình, Sát Sanh Hòa Thượng đã xác định được bọn người cá thần bí đang nhanh chóng đi về phía Nam. Mục tiêu hiển nhiên là quay trở lại Sào Huyệt. Không hiểu giữa Sát Sanh Hòa Thượng cùng với bọn người cá thần bí có phát sinh chuyện gì không? Quỷ Lệ thở dài nhẹ nhẹ, trong mắt thoáng hiện nên một nét lo âu. Man tộc phương Nam và người Trung Nguyên hiển nhiên không giống nhau. Điều này trong tư liệu của Quỷ Vương Tông cũng đã đề cập đến rất nhiều lần. Người ở đó căn bản là không hề biết đến những chuyện tu chân luyện đạo, mà tựa hồ lại có những vu thuật dị pháp quỷ dị, không thể ngờ tới được. Sát Sanh Hòa Thượng tuổi còn chưa cao, tính nết nóng nảy. Nhưng trong hàng ngũ đệ tử của Quỷ Vương Tông thật là một nhân vật xuất chúng, ngày thường đi theo Quỷ Lệ, luôn là một thủ hạ rất đắc lực. Giờ đột nhiên mất tích một cách thần bí, trong lòng Quỷ Lệ cũng có nhiều lo lắng. Lúc này hắn đang ngưng thần quan sát phía trước mặt, chứng kiến đêm đen thâm trầm, bóng đen trải dài nơi phương Nam. Tựa như là có một vật gì đó trong đêm đen đang nhe nanh múa vuốt, như từ nơi một vùng núi non ở Thập Vạn Đại Sơn trong truyền thuyết. Chính là chỗ của phần Hương Cốc thần bí lâu nay. Biên Thủy Cõi Nam là nơi phạm vi thế lực của phần Hương Cốc, ma giáo đệ tử một mình tiến nhập. Nguy hiểm tự nhiên không cần phải nói. Quỷ Lệ đang trầm tư suy nghĩ, hốt nhiên cảm thấy gì đó, ngẩng đầu nhìn trời. Chứng kiến ở bầu trời với vầng trăng cô độc, xuyên qua lại ở chỗ các đám mây đen, bỗng nhiên có một điều gì đó kỳ quái. Một đạo hồng quang sắc đen đột nhiên xuất hiện giữa đêm đen, dưới ánh sáng chiếu rọi của ánh trăng, bay trên bầu trời, hướng về một ngọn núi ở phía Nam rồi hạ xuống. Ánh mắt Quỷ Lệ nhìn chăm chú vào đạo hồng quang quỷ dị kia, lông mày dần dần nhíu lại, một lúc sau hạ quyết tâm trong lòng, vỗ tay vào vai Tiểu Hôi. Dưới chân ánh sáng xanh lập tức phát xuất, quầng sáng xanh đen âm u của phệ hồn bừng lên, từ từ đưa hắn và Tiểu Hôi lên cao, rồi đột nhiên gia tăng tốc độ, bay vọt về phương hướng của đạo hồng quang kia. Không biết trong đêm đen tự bao giờ, mây đen từ từ kéo tới, bầu trời chỉ một vầng trăng lẻ loi, ánh trăng chiếu xuống dần tối dần, dường như khí u ám yêu dị đặc hữu của cõi cực Nam trong đêm đen này càng lúc càng trở lên dày đặc. Đạo hồng quang thần bí kia bay được một lúc, rồi hạ xuống một vùng núi cách ngọn núi nơi Quỷ Lệ đang náu mình khoảng 10 dặm về phía Nam. Cõi Nam nhiều núi, trên núi luôn có nhiều cây cối, nhưng không ngờ ở trên ngọn tiểu sơn vô danh giữa rừng kia lại tọa lạc một tòa miếu cổ hoang lương. Đạo hồng quang dừng lại ở phía trước cổ miếu, rồi luồng ánh sáng thu hẹp lại, xuất hiện một thân ảnh gầy gò của một lão già. Lão quay đầu quan sát bốn phía một lát, xác định là không có ai theo sau, mới tiến vào bên trong cổ miếu. Ở nơi núi vắng,
chỗ cổ miếu hoang vu. Nếu có người trong đêm tối tìm đến, tự nhiên là có những việc không thể để lộ ra bên ngoài. Một hồi sau, ở nơi rừng sát cạnh cổ miếu, thân ảnh Quỷ Lệ từ từ hiện ra. Mục quang hắn quan sát tòa cổ miếu vô danh một hồi, rồi ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Trong đêm tối mây đen càng ngày càng dày, dần dần che khuất cả ánh trăng. Thân ảnh hắn khẽ động, lặng lẽ tiến về hướng cổ miếu. Tòa cổ miếu này rõ ràng là đã hoang phế từ rất lâu, từ trong ra ngoài đều có tàn tích đổ vỡ, ngay như tại chính điện. Nhìn từ ngoài vào cũng thấy bị tàn phá rất nhiều, chỗ nào cũng thấy vết nứt. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, những cửa sổ vỡ nát lay động kéo cọt, phát ra những âm thanh khe khẽ. Trong đêm tối càng đượm vẻ thê lương, nhưng cũng lại ẩn chứa một nét kỳ quái. Xoẹt một âm thanh khẽ phát ra, có vẻ như có người đang thắp lửa lên, rồi một ánh lửa nhỏ trong đại điện bùng lên. Nhưng do ánh lửa này không mạnh lắm, chỉ có thể chiếu sáng một khoảnh nhỏ trong đại điện, nên những chỗ hơi xa một chút thì vẫn chìm trong bóng tối đen đặc. Kỳ kỳ, kỳ kỳ kỳ, kỳ, kỳ 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 kỳ. Đột nhiên, một tràng những tiếng âm thanh kỳ quái từ trong đại điện bỗng thốt lên. Thanh âm này như tiếng quỷ khóc trong đêm, lại cũng giống tiếng độc trùng bay trong đêm tối. Người nào nghe thấy trong đầu sẽ thấy nhức nhối, rất là khó chịu. Quỷ Lệ ẩn thân trong một góc tối, im lìm hướng về phía đại điện quan sát. Chứng kiến tại nơi ánh sáng mập mờ trong đại điện, ngoại trừ lão già hắn đã nhìn thấy lúc nãy ra, không ngờ lại thấy thêm hai người nữa. Một người trạc tuổi 30, vóc dáng trung bình. Còn người kia, thân hình khá cao lớn, nhưng không hiểu vì sao, toàn thân từ trên xuống dưới đều bị bao bọc chặt kín, ngay cả trên đầu cũng không để lộ ra một chút nào. Cái âm thanh kỳ dị vừa rồi, không ngờ lại do cái người bị bao kín này phát ra. Thanh âm này vang vọng trong tòa cổ miếu, càng thêm vẻ quái dị, phảng phất như tiếng ác quỷ vừa tỉnh dậy. Quỷ Lệ lặng lẽ quan sát, đây cũng là lần đầu tiên hắn được nghe loại âm thanh này, tự nhiên là không hiểu được điều gì. Nhưng nhìn vào sắc diện của hai người kia, chắc cũng sẽ có kết quả. Quả nhiên con người thần bí kia nói được một hồi, rồi cũng ngừng lại. Ngồi cạnh gã là người trung niên đang ngưng thần lắng nghe rồi quay đầu sang phía lão già nói, tộc trưởng nói rằng, lần này trở về mà không làm được việc gì, lại còn tổn thất người trong bộ tộc, hành tung bị lộ. Tất cả đều là do tin tức của ngươi không chính xác. Đại vương thú thần nghe nói như vậy, dĩ nhiên vô cùng tức giận. Gã trung niên khi nói đến hai từ thú thần, thanh âm đột nhiên nhỏ xuống. Còn thân ảnh người bị bao bọc kia, không ngờ cũng run lên một cái. Lão già nọ nhíu mày thốt. Bọn ta ban đầu ước định, rồi sau đó đưa tin về vị trí của thiên đế minh thạch cho thú thần đại vương. Như bọn ta được biết, viên kỳ thạch kia chính xác ở tại nơi thiên đế bảo khố trong tử trạch. Sao lại đổ lỗi là tin tức của bọn ta không chuẩn? Lão đưa mắt nhìn nhân vật thần bí đang bị bao bọc, khóe miệng bỗng nhiên thoáng hiện nét giễu cợt nói, chỉ sợ hay là bản thân bọn ngươi lực bất tòng tâm. Lời này vừa thốt, nhân vật thần bí bị bọc kia ngay lập tức trả lời, kỳ kỳ, kỳ 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 kỳ, kỳ kỳ kỳ. Một chuỗi những âm thanh quái dị này vừa phát ra, Quỷ Lệ ẩn thân ở gần đó mặc dù không hiểu được ý nghĩa, nhưng nghe những âm thanh vội vã liên hồi đó, hiển nhiên cũng biết nhân vật thần bí kia đang vô cùng tức giận. Nhân vật thần bí kia cứ kỳ 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 một hồi, sắc mặt của gã trung niên làm phiên dịch dần trở nên khó coi, khó chịu đợi kẻ kia ngừng lại. Rồi gã lưỡng lự một lát mới nói, tộc trưởng nói, bọn kia mặc dù chưa bao giờ đi đến tử trạch chết chóc kia, nhưng cũng biết ở đó chẳng có bóng người, không ngờ đột nhiên lại thấy rất nhiều cao thủ tu đạo của trung thổ ở đó. Tự nhiên là tin tức của các ngươi không đúng. Lão già ngó bộ dạng của gã trung niên vừa nói xong, thấy có vẻ lưỡng lự. Vừa rồi nhân vật thần bí kia nói rất lâu, thế mà khi gã trung niên dịch một hồi, thì lại chỉ có vẻn vẹn mỗi một câu. Hiển nhiên nhân vật thần bí kia đã nói rất nhiều lời mạt sát xấu xa, gã trung niên không muốn phiên dịch lại. Lão già trầm ngâm một lúc, xem bộ dạng thì có vẻ không muốn cùng với nhân vật thần bí kia cãi cọ,
cười nói, cái việc thiên đế bảo khố xuất hiện, điềm lạ cực lớn, chấn động cả thiên hạ, tưởng rằng các cao thủ tu chân trong trung thổ cũng phải biết mà kéo tới. Điều này bọn ta làm sao có khả năng khống chế được. Nhân vật thần bí bị bao bọc kia có vẻ vẫn chưa hết tức giận, lại phát ra một tràng âm thanh quái dị. Gã trung niên chăm chú lắng nghe, gật gật đầu liên tục, rồi nói luôn với lão già. Tộc trưởng nói rằng, cái thiên đế minh thạch kia đối với thú thần đại vương 10 phần trọng yếu, quan hệ trọng đại. Lần này trở về mà không được kết quả gì, thú thần đại vương bột phát đại nộ, ở đó lập tức hạ sát vài người trong tộc. Lão già nghe đến đây, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, hiển nhiên trong lòng trầm trọng, nhưng trong mắt vẫn không kìm được một nét giễu cợt thoáng hiện lên. Gã trung niên tiếp tục dịch, bởi vậy mới yêu cầu bọn ngươi nhanh chóng tìm ra tin tức xem cái bảo thạch đó hiện giờ đã lạc vào tay kẻ nào. Bọn họ ngay lập tức sẽ đi lấy về dâng lên thú thần đại vương. Ẩn tại gần đó trong tâm Quỷ Lệ chấn động một cái. Lắng nghe bọn kia nói về sự việc cái vật thiên đế minh thạch, có lẽ nào vật bị tiểu hôi nuốt vào bụng lại là cái kỳ thạch này. Lúc này nhìn ra chỉ thấy lão già trầm ngâm một hồi, rồi sau đó gật đầu nói, được, việc này coi như cứ đặt lên vai bọn ta, trong vòng 3 ngày, bọn ta sẽ hồi đáp lại cho ngươi. Nhân vật thần bí hầm một tiếng rồi thốt kỳ vài câu, gã trung niên nhìn lão già gật đầu bảo, tộc trưởng đồng ý như vậy, sau 3 ngày nữa, sẽ gặp lại nhau ở nơi này. Lão già gật đầu nhưng không nói gì, còn nhân vật thần bí kia thì quay người, rồi cứ thế bước thẳng đi, không thèm để mắt đến bọn họ một cái nào, thái độ thật ngạo ngược vô lễ. Lão già biến sắc, nhìn theo lưng nhân vật thần bí với vẻ cực kỳ tức giận. Gã trung niên vội kéo lão một cái, rồi lắc lắc đầu. Lão già nhìn gã một cái rồi cũng nhẫn nhịn được. Đợi nhân ảnh cao lớn của nhân vật thần bí biến mất trong bóng đêm, lão già bỗng nhiên phì một tiếng, rồi mắng, là cái gì chứ, đúng là một bọn súc sanh. Gã trung niên cười bồi theo rồi nói, sư thúc, không phải cáu giận làm gì, cần gì phải hạ mình xuống ngang tầm với bọn chúng. Lão già cười lạnh, ta chấp bọn chúng làm gì. Nói rồi chuyển đầu nhìn gã, nói như vậy, tôn đồ, ngươi phải sinh hoạt với bọn súc sanh này 3 năm trời để học cái tiếng chim của chúng, chắc là phải chịu rất nhiều khổ cực. Gã trung niên bị gọi tên là tôn đồ cười cười nói, đệ tử chịu hậu ân của sư môn, nhưng tư chất nông cạn, trong lòng đau khổ vì không thể báo đáp hậu ái của cốc chủ cùng chư vị sư thúc. Giờ có cơ hội tốt thế này, đệ tử chỉ sợ không được hết lòng hết sức thôi. Quỷ Lệ tự nhiên nghe thấy hai từ cốc chủ, bỗng thấy lạnh ở trong lòng. Lão sư thúc kia cũng cười, tựa hồ cũng 10 phần đẹp giả, đưa tay vỗ vỗ vào vai tôn đồ, rồi bỗng nhiên cười lạnh, cũng may cốc chủ sáng suốt, biết rằng ta tính nết bình tĩnh, nên mới phái ta đến gặp mặt bọn súc sanh này. Nếu như lão già nóng nảy thượng quan sách đến đây, không hiểu chỗ này sẽ phát sinh những sự gì. Tôn đồ cười gượng lên một tiếng, trên nét mặt hiện lên một nét cổ quái, miệng không nói theo câu nào, tựa hồ không dám ở sau lưng đề cập đến thượng quan sách kia. Quỷ Lệ ở cạnh lúc này lại có nhiều suy tưởng. Thượng quan sách là nhân vật đứng hàng đầu ở Nam Phương Phần Hương Cốc. Mặc dù trước nay vẫn không hành tẩu trong thiên hạ, nhưng uy danh đã sớm vang dội. Ở trận chiến trên Thanh Vân Môn 10 năm trước, Quỷ Vương thi hành xảo kế, phái Chu Ẩn giả làm thượng quan sách ám toán bọn tăng nhân Thiên Âm Tự. Quả nhiên ra tay là thành công, gần như đã đẩy hai đại phái Thanh Vân và Thiên Âm vào tử địa. Hồi đó Quỷ Lệ còn là một đệ tử của Thanh Vân tên là Trương Tiểu Phàm. Ở hiện trường lúc đó, tự nhiên đối với danh tự này có ấn tượng rất sâu sắc. Nghe hai người kia luôn mở miệng gọi nhân vật thần bí là súc sanh, mà mới vừa rồi nhân vật đó với họ có thân phận tựa như là gọi phải giả, bảo phải vân. Phần Hương Cốc vẫn luôn được coi là chính nghĩa sừng sững kia, lúc này không ngờ cũng hiện nên vẻ tà khí khó nói. Quỷ Lệ lặng lẽ quan sát hai người trong đại điện, trong đêm đen, khóe miệng khẽ nở một nụ cười lạnh lẽo khinh miệt. Ở đại điện, hai người kia nói thêm vài câu, rồi tôn đồ hé miệng thổi tắt ngọn lửa trên đại điện. Hai người theo đó bước ra bên ngoài, xem ra có vẻ muốn rời khỏi chỗ này. Quỷ Lệ trong bóng tối nhíu mày,
trầm ngâm giây lát. Bỗng nhiên, ở phía ngoài cổ miếu đột nhiên truyền lại một tiếng kêu giống quái dị. Hai người trong cổ miếu giật mình. Lão già cùng Tồn Đồ đồng thời ngừng bước. Tiếng hống này đượm vẻ tuyệt vọng và phẫn nộ. Ở giữa phảng phất còn có chút ít kinh hoàng, nghe tựa như tiếng dã thú kêu giống, không giống với tiếng người kêu. Quỷ Lệ suy tính nhận ra, nghe tiếng kêu này tựa hồ như phát ra từ nhân vật thần bí bị bao bọc kia, lông mày không hiểu sao cũng nhăn lại. Cùng vào lúc ấy, lão già và Tôn Đồ cũng đã nghe ra, sắc mặt đại biến, cùng nhau bay vọt lên không, hướng ra phía ngoài cổ miếu. Nơi núi cao rừng sâu này, không ngờ cũng có người phục kích. Ánh trăng lạnh lẽo, phảng phất nét kỳ quái càng ngày càng nồng. Ở ngoài cổ miếu, một nơi xa phía sau ngọn núi một đạo sắc tím, trong đêm đen bùng lên, nhoáng đến nửa chừng không, rồi biến mất. Đứng cách xa đó hàng chục trượng, Quỷ Lệ cũng cảm thấy sát khí lẫm liệt. Hai mắt hắn đồng thời nheo lại. Lúc này dĩ nhiên đã nhận ra pháp bảo vừa rồi, thi triển là gì. Hai người Phần Hương Cốc vội vã phi đến. Nhưng đạo hạnh của lão già so với Tôn Đồ cao hơn rất nhiều, chỉ nháy mắt đã vượt qua Tôn Đồ hàng chục trượng. Đồng thời trong tay hiện ra một tiên kiếm hồng đen, hướng về phía chỗ đạo sắc tím vừa chớp lên sông đến. Chỉ là không đợi cho đến khi lão kịp đến phía sau núi, đã nghe thấy một tiếng giống rất to, mang theo ý tuyệt vọng, vang vọng trong đêm đen mờ tối. Lão già sắc mặt đại biến, chân phi thật nhanh. Tiếng giống vừa vang lên xong, Quỷ Lệ cũng đã lặng lẽ từ một hướng khác, theo chân đi tới, vòng đến phía sau ngọn núi đó. Một mùi máu tanh xộc lên, ập thẳng vào mặt. Chiếc bao vải đã bị xẻ ra làm đôi ở giữa chừng không đang từ từ rơi xuống, máu tươi vung vãi ở khắp mọi nơi. Lúc này thân hình thật sự của nhân vật thần bí kia đã hiện ra, quả nhiên là một ngư nhân thân người đầu cá. Vào lúc này đã bị người ta từ đầu đến háng, một dao xẻ ra làm đôi. Xác đang nằm trên mặt đất, nhưng bóng dáng của hung thủ thì chẳng thấy đâu cả. Lão già hơi giận bốc lên ngùn ngụt, hung thủ này trong khoảnh khắc đã xuất thủ giết người, rồi lại ẩn thân không nhìn thấy đâu, đạo hạnh kẻ này chắc chắn không thấp. Tuy trong lòng lão thấy tên người cá này cực kỳ không thuận mắt, nhưng cũng biết rằng cốc chủ cùng bọn man tộc này đúng là có việc đại sự cần thương nghị. Thế mà chỉ một chốc đã bị người giết chết ngay trước mắt mình. Vạn nhất bọn chúng truy cứu đến, bản thân thật sự không biết ăn nói thế nào. Lúc này Tôn Đồ cũng đã đến hiện trường, nhìn thấy cảnh máu rơi khắp nơi, tức thì mặt mũi đần ra. Sắc mặt lão già vô cùng khó coi. Bỗng nhiên cất người vọt lên không, ánh sáng hồng đen phát ra dưới chân, bay lên lưng chừng không, đưa mắt nhìn về bốn phía, chỉ thấy bốn bề một màu tối đen, rừng rộng mênh mông, biết hình bóng của hung thủ đang ở chỗ nào. Bỗng nhiên lão cất tiếng thét lớn, vị cao nhân nào vậy, xin mời ra gặp mặt, Lữ Thuận của Phần Hương Cốc xin thỉnh giáo. Âm thanh này truyền đi xa dần. Một lúc sau từ nơi rừng sâu núi cao, tiếng vọng ẩn hiện truyền lại, Lữ Thuận thỉnh giáo, Lữ Thuận thỉnh giáo, vang đến từ mọi nơi. Chỉ là ngoài điều này ra, không nghe thấy một âm thanh nào nữa. Lữ Thuận trong mắt như có lửa cháy. Sau một lúc hạ người xuống nói với Tôn Đồ, ngươi thu thập thi thể tộc trưởng mang về trong cốc. Hung thủ hạ thủ chưa lâu, chắc chắn vẫn đang ở gần đây. Ta dù phải cày đất sâu đến ba thước cũng phải tìm cho ra người này. Tôn Đồ hấp tấp gật đầu thốt, sư thúc nhớ cẩn thận. Lời nói chưa tới, Lữ Thuận đã cất người vọt lên trên không, rồi biến mất ở nơi rừng sâu tối đen. Tôn Đồ quay người lại, nhìn xác chết bị phân làm đôi ở dưới đất. Mùi máu tanh bốc thẳng vào gã, không kìm được vẻ mặt chán ngán. Gã kêu phì một tiếng. Quỷ Lệ chậm chậm lùi lại, trong bóng tối trầm ngâm một lúc, rồi cẩn thận quan sát địa thế bốn phía. Ánh mắt theo đó đập ngay vào tòa cổ miếu mình vừa bỏ đi, lập tức lặng lẽ đi đến nơi đó. Đêm đen lạnh lẽo, mây đen che mờ ánh trăng. Tuy rằng mới chỉ qua một chút, nhưng trong tòa cổ miếu lúc này đột nhiên có vẻ tối tăm đi rất nhiều. Chỉ có ánh trăng đôi khi lọt qua những đám mây đen, chiếu sáng xuống miếu một chút, rồi sau đó tất cả lại chìm vào bóng tối. Quỷ Lệ chậm chậm bước vào, dừng lại tại phía trước đại điện.
hai mắt nhìn chăm chăm nhìn vào trong đó. Gió lạnh thổi tới, những cửa sổ vỡ nát lay động phát những tiếng kéo cọt kỳ quái. Trong đêm đen khe khẽ kêu lên, công tử quả nhiên lợi hại, ta chỉ có thể lừa được Lữ Thuận, chứ không thể qua mặt được công tử. Từ nơi đại điện tối đen, bỗng nhiên lời nói đó âm u phát ra, nhẹ nhàng bay tới. Các bạn đang nghe chuyện Chu Tiên tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 109, Ma Trận. Hồ Kỳ San, tại tổng đường của Quỷ Vương Tông, dưới chân ngọn núi Hoang Vu, Quỷ Vương Tông tổng đường được ẩn giấu bên trong một hang động vững chãi. Con đường hầm quanh co dẫn đến một địa phương thần bí và tĩnh mịch. Đường hầm dài dạc không một bóng người, trên hai bên vách đá, cứ cách 10 trượng lại có gắn một ngọn đồng đăng, tỏa ánh sáng mờ nhạt. Một người che mặt bằng hắc xà, chính là U Cơ, thân ảnh phiêu hốt, một mình đi thẳng về phía trước. Nhìn từ xa chẳng khác gì một đạo u hồn trong bóng tối. Nơi này vốn là cấm địa của Quỷ Vương Tông, tương tự như Hàn Băng Động nơi lưu giữ thân thể của Bích Giao, cũng là nơi thần bí nhất trong Quỷ Vương Tông, hằng ngày đều nghiêm cấm mọi đệ tử bình thường tiến nhập. Nhưng thân phận của U Cơ là Chu Tước trong Tứ Đại Thánh Sứ, một trong những người chủ chốt trong Quỷ Vương Tông, dĩ nhiên được quyền tự do xuất nhập. Chỉ bất quá, nàng đang lướt về phía trước trong con đường hầm phảng phất như dài vô tận. Cước bộ đột nhiên chậm lại, tựa hồ như chần chừ bất quyết, nhưng cuối cùng chung quy cũng tiếp tục bước tới. Phía trước tối đen thăm thẳm, lúc đó bỗng phảng phất truyền lại mấy tiếng gầm rú, tựa như tiếng giống của dã thú. Sau khi đi qua con đường hầm dài dằng dặc, những ngọn đèn ở hai bên càng lúc càng tối dần. Cuối cùng, sau khi đi vòng qua một ngã rẽ, U Cơ cũng đến chỗ tận cùng của đường hầm. Trước mặt là một thạch môn sừng sững, trên có khắc ba chữ Khốn Long Khuyết. U Cơ chú mục nhìn ba chữ này một hồi lâu. Xung quanh toàn bộ đều yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng lại vang tiếng gầm rú quái dị tương tự như lúc trước, mỗi lúc một lớn hơn. Trong không khí có thể phảng phất ngửi thấy mùi tanh của máu. Tấm hắc sa che trước mặt nàng bỗng nhiên lay động, tựa hồ như nàng khẽ gật đầu, thở nhẹ một hơi, sau đó tiến vào bên trong thạch môn. Vừa vào trong thạch môn, trước mắt rộng mở, thấy rõ đây là bên trong một hang đá cực kỳ rộng lớn. Vách đá trên trần có nhiều quái thạch rũ xuống, với đủ hình dạng khác nhau. Tại thạch môn nơi U Cơ đang đứng, treo lơ lửng một cây cầu bằng đá, ngoằn ngoèo từ phía trước thông đến trung tâm của hang đá. Vào lúc này, nàng đang đứng trơ vơ trên không giữa hang đá rộng lớn. U Cơ hiển nhiên không phải là lần đầu mới tới đây, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không biểu hiện chút ngạc nhiên nào, chỉ trầm mặc một lúc, rồi thuận theo cầu đá tiến về phía trước. Nửa phần trên của hang đá chìm trong bóng tối, ở phía dưới cầu đá, ánh hồng quang ẩn hiện, phản chiếu vách đá lởm chởm trên trần của thạch động. Trong không khí tràn đầy mùi máu tanh, mỗi lúc một nồng nặc. Cây cầu đá ở giữa hang đá to lớn này, không biết là do thiên nhiên hay nhân công kiến tạo, nằm ngang giữa không trung. Nhìn từ xa, không hề có thạch trụ nào nâng đỡ, vậy mà không hiểu sao vẫn nằm thẳng được mà không rơi xuống. Thân ảnh đen tuyền của U Cơ đi phía trên cầu đá, bước chân nhẹ nhàng không có tiếng động, trông có mấy phần âm u quỷ khí. Đi một hồi, nàng thấy một bóng người đang đứng trước mặt, Quỷ Vương. Nơi đầu bên kia của cầu đá có một thạch đài cao 7 trượng. Quỷ Vương lúc này đang đứng trước thạch đài, tay chắp lại sau lưng, nhìn từ phía sau, bóng của y vừa trầm ổn vừa nặng nề, làm người ta có cảm giác kỳ lạ, tưởng như y và thạch động này hòa thành một thể. U Cơ cuối cùng cũng đến sau lưng y, hạ giọng gọi, tông chủ. Quỷ Vương quay lại, gật đầu cười nói, ngươi đã đến rồi. Khuôn mặt U Cơ sau tấm hắc sa bỗng khựng lại, dường như có chút ngạc nhiên. Cầu đá dẫn đến bình đài này, cuối cùng cũng đã chấm dứt, phía trước mặt chỉ còn một khoảng không rộng lớn. Không có cầu đá, ánh hồng quang ở phía dưới hang đá dường như càng sáng hẳn lên. Ngay khi Quỷ Vương quay người, ánh hồng quang cũng đồng thời bao quanh lấy y, ẩn ước đang chiếu sáng lờ mờ nét mặt của y.
thậm chí ngay ánh mắt của y, cũng như đang phát ra những tia hồng quang. Quỷ vương tựa hồ như không để ý tới, chỉ nói, ngươi lại đây. U cơ đi về phía y, đứng ở phía trên bình đài. Lúc này trước mắt bỗng như sáng lên, không còn bị cầu đá che phủ, có thể quan sát toàn bộ cảnh tượng trong hang đá. Ở phía dưới hang đá, không ngờ lại có một huyết trì cực kỳ lớn, chính ánh hồng của máu tươi đã chiếu sáng toàn bộ hang đá. Thật không biết làm sao Quỷ Vương Tông lại có thể kiếm được một lượng máu tươi nhiều đến như vậy. Trong không khí nồng nặc mùi máu tươi từ phía dưới bốc lên. Ở giữa huyết trì là hai con thú to lớn ướt sũng máu. Một con là hoàng điểu ở trong tử trạch, một là kỳ thú quỷ ngưu ở Đông Hải Lưu Ba Sơn. Quá nửa thân hình của hai con kỳ thú thượng cổ này đều ướt đẫm máu trong huyết trì. Đồng thời phía trên huyết trì là một đạo ánh sáng đỏ sẫm bao bọc lấy thân hình của chúng. Nơi phát xuất ra tấm màn hồng quang này chính là Phục Long Đỉnh đang lơ lửng giữa không trung bởi một lực lượng thần bí. Vị trí Phục Long Đỉnh ở khá xa nơi Quỷ Vương và U Cơ đang đứng. Nhưng U Cơ vẫn có thể nhìn thấy một bóng người áo đen đang đứng trên Phục Long Đỉnh thi hành pháp thuật. Tuy vậy bóng người này đa phần đã bị ánh hồng quang che phủ. Nhưng ngay cả như vậy, nàng cũng biết người đó là ai. Đó là Quỷ Tiên Xanh, một nhân vật cực kỳ thần bí của ma giáo Quỷ Vương Tông. U Cơ vốn là một trong tứ đại thánh sứ đời thứ nhất của Quỷ Vương Tông. Mọi việc lớn nhỏ trong môn phái đều biết rõ mồn một. Chỉ có Quỷ Tiên Sinh này là ngoại lệ. Nguyên nhân rất giản đơn, người này vốn không phải là một nhân vật của Quỷ Vương Tông. Nhưng sau khi Quỷ Vương đời này đăng vị, đột nhiên bên cạnh y xuất hiện một nhân vật thần bí. Quỷ Vương đối với y cực kỳ kính trọng. Tuy người này ít khi ra tay xuất thủ, cái y sử dụng chính là đạo pháp hết sức quỷ dị, khiến cho Thanh Long, U Cơ vốn là cao thủ trong môn phái cũng phải xanh mặt. Nhưng trong lòng U Cơ, thủy chung đối với người này luôn có ý đề phòng. Nguyên nhân quan trọng nhất là, dưới sự tác động của Quỷ Tiên Sinh, Quỷ Vương cuối cùng vào 10 năm trước, bắt đầu phát động tứ linh huyết trận. Phục Long Đỉnh là pháp bảo được truyền từ đời này sang đời khác của Quỷ Vương Tông, lai lịch thần bí khôn lường. Bên trong chứa đựng linh lực vô tận, không tránh không tà, cực kỳ quỷ dị. Nhưng ở trên thân của Phục Long Đỉnh, ngoài trừ hoa văn trang trí, còn có khắc những đoạn văn tự thần bí. Các tổ sư đời trước của Quỷ Vương Tông không có cách nào hiểu được. Nhưng đến đời Quỷ Vương hiện tại, hùng tâm bao la vạn trượng, xuất hiện nhất thế kỳ tài, chính là người đột nhiên xuất hiện bên cạnh y, Quỷ Tiên Sinh. Quỷ Tiên Sinh đối với văn tự thần bí tựa hồ rất chuyên tâm nghiên cứu. Hai người hợp sức, cuối cùng không ngờ cũng đã giải mã được những văn tự thần bí này. Nguyên lai văn tự khắc trên Phục Long Đỉnh chính là để ghi lại một trận pháp quỷ dị có tên gọi là Tứ Linh Huyết Trận. Dựa vào pháp lực quỷ dị của chính Phục Long Đỉnh để phát huy ra một trận pháp uy lực tuyệt thế. Theo như văn tự khắc trên cổ đỉnh, một khi Tứ Linh Huyết Trận đã thành hình, lực lượng của nó sẽ đủ sức hủy thiên diệt địa. Quỷ Vương là người nhất thế kiêu hùng, vốn có hùng tài đại lược, tự nhiên không thể bỏ qua sức mạnh vĩ đại này. Nhất là kể từ 10 năm trước đại chiến tại Thanh Vân Sơn, Chu Tiên Kiếm Trận của Thanh Vân Môn uy chấn thiên hạ, diệt trừ mọi chướng ngại, sức người không thể chống lại được. Quỷ Vương suy nghĩ kỹ càng, nhận thấy chỉ có Tứ Linh Huyết Trận mới có khả năng chiến thắng được Chu Tiên Kiếm Trận này. Từ đó trở đi, mọi hành động của Quỷ Vương Tông đều xoay quanh việc tiến hành Tứ Linh Huyết Trận. U Cơ thu hồi mục quang hướng về Quỷ Tiên Sinh, chuyển sang nhìn hai con linh thú đang đứng trong huyết trì. Tuy bị huyết thủy kiềm chế, hoàng điểu vốn đã sống không biết bao nhiêu năm hiển nhiên không chịu cam tâm khuất phục, thỉnh thoảng lại kêu lên một tiếng phẫn nộ. Hai cánh quạt mạnh, làm huyết trì nổi lên từng làn sóng lớn. Chỉ có điều huyết thủy ở trong huyết trì quả thật có công dụng khắc chế đặc biệt với nó. Linh lực cùng với lực, lượng của hoàng điểu đều không thể đương cự lại. Hơn nữa trên đầu nó, còn có Phục Long Đỉnh xuất ra một tấm màn hồng quang, bao phủ lấy nó. Chỉ cần hoàng điểu di động, tấm màn hồng quang lập tức sáng lên, đè xuống hoàng điểu với sức mạnh của Thái Sơn. Ngay khi nó động đậy, sẽ bị trọng lực không thể chống cự nổi đè xuống lập tức. Sau vài lần như vậy, hoàng điểu động tác ngày càng chậm lại, tuy vẫn còn phản kháng,
nhưng càng lúc càng yếu đi. Ở đầu bên kia của huyết trì là nơi lưu giữ kỳ thú quỷ ngưu. Quỷ ngưu dường như toàn thân đều chìm trong huyết trì, nằm yên không nhúc nhích, chỉ có mục quang thỉnh thoảng lại nhìn sang hướng hoàng điều. Không biết là có phải nó đã ở đây quá lâu rồi, đến cuối cùng đã hoàn toàn mất đi ý chí kháng cự. Nhìn thấy hai con linh thú vốn tràn đầy kiêu hãnh, không ngờ lại lâm vào tình thế hiện nay, sau tấm hắc xà, U Cơ không kiềm chế được phải nhíu mày, trong lòng cảm thấy một nỗi bất bình không sao giải thích được. Quỷ Vương Tông đứng bên cạnh hình như cũng cảm nhận được điều gì, đột nhiên hướng về U Cơ nói, ngươi đang nghĩ gì vậy? U Cơ thất kinh, nhưng lập tức bình tĩnh lại, lạnh lẽo nói, không có gì, Tông Chủ. Quỷ Vương Tông nhìn U Cơ một thoáng rồi chuyển mục quang về hướng huyết trì. Một lát sau mới từ từ nói, tứ linh huyết trận đã hoàn thành được một nửa rồi. Chỉ cần tìm thêm hai con linh thú nữa thì Quỷ Vương Tông chúng ta sẽ có ngày xưng hùng thiên hạ. U Cơ im lặng một lúc, nhẹ giọng đáp, vâng. Quỷ Vương đứng chắp tay sau lưng, mục quang không rời khỏi hai con linh thú trong huyết trì. Đột nhiên thay đổi đề tài, nói, ngươi theo lời ta đến Tử Trạch trước tiên, ta thì âm thầm quan sát Quỷ Lệ, ngươi có điều gì để nói với ta hay không? Tấm hắc sa trên mặt U Cơ khẽ lay động, một lúc sau, nói, hắn tại Tử Trạch, xuất lĩnh các thủ hạ cùng vạn độc môn, hợp hoan phái và đám chính đạo, tại nơi phức tạp kỳ bí, sát cơ trùng trùng đó đã rất biết xử, lý tình huống cùng những người khác liên thủ tiêu diệt Trường Sinh Đường, thật là có tài năng. Có điều, U Cơ đang nói đến đây bỗng ngập ngừng, Quỷ Vương cũng cảm nhận được, nói, sao? U Cơ chỉ nghi giây lát rồi nói, ở trong Tử Trạch, hắn đột nhiên ám toán Tần Vô Viêm của vạn độc môn trọng thương, tâm tư thâm trầm như vậy thật không thể xem thường. Nói đến đây, U Cơ trong lòng cũng chợt cảm thấy hoảng hốt. Người mà mình đang đàm luận ở đây thật sự có phải là Trương Tiểu Phàm năm nào đó không? Người mà Bích Giao đã thật lòng yêu thương có thể nào là một người như vậy chăng? Quỷ Vương tựa hồ như rất hài lòng, gật đầu nói, gã này tính tình kiên nhẫn cương nghị, đích xác là một nhân tài hiếm có. Mấy năm nay hắn tu tập công phu thánh giáo chúng ta, trong người lại sẵn có luồng tà khí thiên hạ vô song. Tính cách hung dữ háo sát như vậy có thể thấy trước được. U Cơ quý đầu, hướng về Quỷ Vương, chỉ thấy khóe miệng ông ta ẩn hiện nét cười. Nhưng khi nhìn đến vẻ mặt không giận mà uy nghiêm của ông ta, bất giác cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng mà Quỷ Vương bỗng nhiên nói, ta nghe nói Quỷ Lệ trong Tử Trạch, lúc đụng độ với bọn chính đạo, hình như có gặp một thanh vân đệ tử tên Lục Tuyết Kỳ, tình huống lúc đó có vẻ kỳ lạ, không biết có chuyện gì. U Cơ thân mình chấn động, nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Quỷ Vương, không hiểu trong lòng ông ta đang suy nghĩ những gì, khiến cho U Cơ không biết sao đột nhiên bấn loạn. U Cơ cùng Thanh Long hai người bí mật thâm nhập Tử Trạch, tình cảnh vi diệu giữa Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ phần lớn đã bị họ trong bóng tối âm thầm chứng kiến. Chỉ là mỗi lúc nhớ lại nàng bất giác cũng cảm thấy đau lòng, tựa như bị một mũi kim châm, đau nhói đến tận tâm can. Có chuyện gì vậy? Quỷ Vương quay đầu lại nhìn U Cơ. U Cơ chậm chậm cúi đầu, dưới tấm sa đen che mặt, không ai có thể thấy được bất cứ biểu lộ gì của nàng. Một lúc sau, không biết tại sao, thanh âm nàng như nghẹn lại, trả lời Quỷ Vương một cách rất rõ ràng và lạnh lùng. Vâng, hắn và Lục Tuyết Kỳ của Thanh Vân Môn đích xác là có điều ám muội. Muội đã tận mắt thấy tại cửa Thiên Địa Bảo Khố khi đối diện Hắc Thủy Huyền Xà, hắn đã mạo hiểm để cứu mạng cho nữ tử đó. Quỷ Vương không nói lời nào, nhưng trong khoảnh khắc đó, mùi tinh huyết xung quanh đột nhiên gia tăng mạnh mẽ. Ông ta đứng chắp tay sau lưng, bị ánh hồng quang trong thạch quật chiếu đến. Ánh hồng quang trong mắt bỗng nhiên đại thịnh. U Cơ chậm chậm hướng Quỷ Vương hành lễ, quay người đi ra, từ từ rời khỏi nơi thạch quật khiến người ta như nghẹt thở này. Nhưng nàng vừa ra đến thạch môn, đột nhiên dừng bước. Thanh Long đứng yên lặng tại ngoài thạch môn, lãnh đạm nhìn nàng. U Cơ cũng nghênh đón ánh mắt ông ta. Hai người đối diện nhìn nhau một hồi mà không ai nói lời nào. Một lúc sau, Thanh Long từ từ đi tới, ngang qua cạnh nàng, đi thẳng vào thạch quật, để lại U Cơ một mình,
đứng run run giữa con đường. Từ đầu đến cuối, ông ta không nói một lời nào với U Cơ. Mảnh trăng tối Nam Cương treo cô độc trên bầu trời phía tây. Thâm sơn cổ sát, côn trùng kêu rả rích, thật là một cảnh sắc thê lương u ám. Vù, tiếng gió thổi đến, quang mang chớp động, Lữ Thuận ngự kiếm bay đến, đáp xuống khu vườn trong tòa cổ sát. Hai mắt tinh quang lấp loáng, quan sát kỹ từng chút một đại điện của tòa cổ sát. Lão đã ngự kiếm truy tìm khắp 10 dặm xung quanh, không chút thu hoạch, cũng không hề gặp bất cứ bóng người nào. Cuối cùng mới phát hiện ra mình đã bỏ qua tòa cổ sát này. Gió đêm lạnh lẽo, cổng đại điện vốn đã bị vứt bỏ không nhìn thấy từ lâu. Tuy nhiên vừa mới đây, Lữ Thuận vẫn còn nói chuyện với người đó tại đại điện. Bây giờ quay lại, đột nhiên âm khí tràn đầy, cảm giác như có gì đó trong bóng tối ngấm ngầm theo dõi hắn. Tay hắn bỗng đẫm mồ hôi lạnh. Quái vật ngư đầu vừa chết là tộc trưởng của Nam Man ngư nhân tộc, lúc đó mới vừa gặp lão xong đã bị người ta ám sát, thực sự lão cũng không thoát khỏi can hệ. Lão là người hiểu rõ môn phái mình với Nam Man dị tộc có mối quan hệ thần bí, càng rõ man tộc này tính tình hung bạo tàn nhẫn. Nếu không giải thích cho man tộc được rõ ràng chuyện này, e rằng mình sẽ phải nếm mùi đau khổ. Nhưng theo hiểu biết của hắn về Nam Man dị tộc này, ngư nhân đó sức mạnh cũng không kém. Tuy rằng so sánh với những người tu hành cao thâm thì vẫn chưa thể, nhưng nếu chỉ trong một chiêu mà có thể sát thủ lấy mạng hắn thì người này đạo hạnh cao thâm không biết thế nào mà lường. Chỉ sợ mình cũng chẳng là đối thủ. Lữ Thuận hít sâu một hơi, cao giọng nói, là vị cao nhân nào, mời ra đây nói chuyện, nói chuyện, nói chuyện. Lời nói theo gió đêm vang vọng, xe sẽ bồng bềnh tại ngôi cổ miếu. Nhưng bên trong đại điện vẫn nhất mực im ắng, không hề có tí âm thanh. Lão sắc mặt càng xa sầm, nghiến chặt răng, thanh tiên kiếm trong tay sáng chói, người và kiếm cùng lúc xông thẳng vào đại điện. Tức thời đại điện lóe sáng trong khoảnh khắc. Nhưng trước lúc hắn vừa tiến vào, từ phía vách tường hư nát của đại điện, hai đạo hắc ảnh đã tức tốc ly khai, hòa nhập vào bóng tối âm u, vô thanh vô tức. Lâu sau, chỉ còn nghe bên trong đại điện vang lên thanh âm bới xoát tứ phía, lách cách lộp bộp của Lữ Thuận, nhưng cuối cùng cũng đành vô vọng bước ra, hiển nhiên vô manh mối. Lão đứng trên bậc thềm, vẻ mặt u ám bất định, hồi lâu sau dậm chân thở dài mà than, hỏng rồi, hỏng rồi. Nói xong không ngừng lắc đầu, cuối cùng cũng ngự kiếm bay lên nhằm hướng nam mà đi, lát sau đã tiêu thất hành tung. Cổ miếu tức thì yên tĩnh trở lại, vừa nãy đám côn trùng bị lão làm kinh động, lúc này cũng đã hoàn hồn giả dích trở lại. Trăng lạnh gió mát đều là hoang lương cảnh sắc. Lữ Thuận đã rời khỏi một lúc lâu, cổ miếu này dường như đã mất đi sức sống, vẫn không hề có tí động tĩnh. Lại qua một lúc nữa, đột nhiên trên không có tiếng rít xé gió gấp gáp, từ trên cao sộc đến luồng hồng quang nhanh không thể bì hạ xuống sân tòa cổ miếu, lung lay vài lượt. Hiện ra Lữ Thuận lão lần nay đi nhưng liền quay lại, quả nhiên là thi hành kế không thành, giả vờ nấp ở xa, rồi từ đó quay lại, thân tàng trong đám mây đen. Đáng tiếc dù đã như thế mà cổ miếu vẫn vô nhân xuất hiện, rốt cuộc lão cũng biểu lộ thần sắc chán nản ủ ê. Thở dài thườn thượt, lặng im mất một lúc, rồi mới ngự kiếm phi thiên, nhắm hướng nam mà đi. Sau đó thì không còn thấy tông tích của lão nữa, lần này chính thị đi thật rồi. Ngôi cổ miếu lại một lần nữa được trả lại cho bóng tối và tĩnh lặng bao phủ. Nhưng chỉ một lát sau, hai đạo hắc ảnh lay động, chậm chậm hiện ra hai nhân ảnh người đấu tiên, từ tốn bước ra giữa sân miếu. Ánh trăng như sương đỏng trên cánh hoa, lanh lạnh rẩy xuống, ướt thấm thân hình hắn. Trên nền đá xanh cũ nát, dần đổ dài một bóng hình chính là Quỷ Lệ ngẩng đầu, vọng nguyệt trăng sáng xanh lật nhạt lạnh lẽo, phủ lên khuôn mặt hắn. Bỗng nhiên, hắn nhận ra tất cả đều phảng phất tăng thương nằm vắt vẻo trên vai hắn là hầu tử Tiểu Hôi. Lúc này dường như cũng trầm mặc như chủ nhân, lặng lẽ ngẩng đầu vọng ánh nguyệt. Thế nào, công tử yêu thích sắc trăng của Nam Cương này sao? Đột nhiên vang lên, phía sau hắn thân ảnh yêu điệu còn lại hãy còn dùng bóng đêm ẩn thân, phát ra thứ âm thanh ôn nhu êm ái, truyền vào tận trong tai hắn. Quỷ Lệ chậm rãi thu hồi mục quang,
không quay đầu, cũng không hồi đáp, mà hỏi ngược lại, ngươi vì sao lại giết gã ngư nhân đó? Nữ nhân vẫn ẩn trong bóng đêm cười nhẹ, nói, cái ngữ ngư nhân đó không những hại bộ thuộc của công tử, còn hại thuộc hạ của thiếp. Thiếp làm như vậy cũng là vì công tử mà mở miệng a quỳ lệ sắc mặt không mảy may đổi. Hiển nhiên đối với những lời này căn bản không lấy làm tin, lạnh lùng nói, từ lâu đã nghe tử mang nhận là cửu thiên thần binh, hôm nay do chính tay cô nương thi triển, quả nhiên là quỷ thần khó dò. Nữ nhân này lại bật cười nhẹ, thanh âm thực nhu mì êm ái, màn đêm thê lương, bỗng như được thổi thêm vài phần màu sắc, biến thành tươi tắn hẳn lên. Tiếng bước chân chậm chậm vang lên, nàng từ bóng đêm, từng bước hiện thân bất ngờ là ma giáo Hợp Hoan Linh, Kim Bình Nhi xưng Diệu công tử. Dưới ánh trăng chỉ thấy, nàng vẫn mặc bộ áo váy vàng nhạt, vạt áo thuận theo cơn gió đêm nhẹ nhàng lất phất, thêm vài lọn tóc mai mỏng manh như tơ buông xuống, hơi rối vì gió, lại càng thêm chiêu ghẹo lòng người thâm sơn cổ miếu, mỹ nhân trong đêm lạnh. Giây phút này, đôi mắt nàng như sóng gợn lăn tăn trong biếc, đôi hàng mi có vẻ được chính sắc xuân tô vẽ nên, thanh mỹ vô ngần. Lúc này, tất cả bóng đêm đều phảng phất đôi chút ôn nhu. Quỷ lệ quay người, nhìn lên khuôn mặt của nàng Kim Bình Nhi, khóe môi vẫn nở nụ cười, nhẹ nhàng nói, công tử người thân mang dị bảo, phệ huyết châu với nhất hồn hợp thành bất thế kỳ chân, thiếp chỉ là một cái tử mang nhận nho nhỏ, làm sao dám đáng đồng với ngài được. Quỷ lệ ánh mắt lóe đỏ một cái, nhưng sắc mặt không hề thay đổi, nói, cô nương lần này Nam Hà, chắc cũng không ngoài truy tầm chủng ngư nhân dị tộc. Kim Bình Nhi gật nhẹ đầu, tức thời sóng mắt lưu truyền, nói, có điều không tưởng đến việc này lại có liên quan đến phần hương cốc. Quỷ lệ nhìn nàng, im lặng không nói, nhưng trong lòng càng lúc càng cảnh giác đối với nữ nhân này. Vừa nãy nàng ta đột nhiên ám sát tộc trưởng của dị tộc ngư nhân, đạo hạnh cực cao, hình như còn cao hơn cái đêm ở Tử Trạch, cùng với hắn và Tần Vô Viêm ba người vây công Ngọc Dương Tử, đạo pháp lúc đó không thể yếu được. Xem ra hôm đó nàng ta hẳn chưa dốc toàn lực. Đạo hạnh cao thâm, chỉ là thứ yếu, hắn ngày đó cũng bảo lưu phần đạo hạnh. Nhưng Kim Bình Nhi ám sát ngư nhân, rõ ràng giá họa cho phần hương cốc, chia rẽ sự quan hệ cấu kết ngấm ngầm của dị tộc này vào phần hương cốc. Nữ nhân này tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, thật là không phải chuyện đùa. Kim Bình Nhi mục quang lướt lên mặt hắn, mỉm cười nói, công tử lần này Nam Hạ, tất cũng truy tầm chủng ngư nhân rồi, không biết đã phát hiện được điều gì chưa? Quỷ lệ lạnh lùng, không có Kim Bình Nhi nghe hắn nói bằng thứ giọng lạnh lùng, cũng không hề tức giận, mà càng ôn hòa cười tươi, nói, như hiện nay chúng ta đều đã biết phần hương cốc và nam man quái vật dị tộc, âm thầm qua lại, không hiểu công tử tính thế nào. Quỷ lệ ánh mắt lóe chớp, nói, cô nương cho rằng thế nào? Kim Bình Nhi mỉm cười, là thiếp hỏi công tử trước mà. Quỷ lệ nghe nàng đáp bằng giọng tựa vui tựa hờn, cặp mày cau lại, trong lòng nảy ra vô số ý nghĩ, lần này bỗng nhiên phát hiện phần hương cốc vậy mà lại cùng nam man dị tộc, âm thầm cấu kết, thực là việc nghe nói giận người. Nếu mà truyền ra thiên hạ, chỉ sợ đám nhân vật chính đạo bị dọa cho cứng mồm chố mắt cả ra. Tình thế lúc này, phương pháp tốt nhất chính là thám thính phần hương cốc thần bí khôn lường này, tình hình trước mắt, ẩn bên trong là cả sự nguy hiểm, mờ ám, chưa nói đến nam man dị tộc thần bí cực kỳ, đơn giản như phần hương cốc, thực lực không thể xem thường. Trước đây từ phần hương cốc đã xuất ra Lý Tuân, Yến Hồng, rồi bao gồm cả lão Lữ Thuận khi nãy, tất cả đạo hành đều cao cường. Kim Bình Nhi chậm rãi bước đến bên Quỷ Lệ. Các bạn đang nghe chuyện Chu Tiên tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 110 Tiềm hành đột nhập. Đỉnh Nam Cương khác biệt với tất cả các ngọn núi khác ở Trung Nguyên, ít vẻ thanh bình mỹ lệ, nhiều phần uy nghi hiểm trở. Trong màn đêm, các dãy núi sừng sững nhấp nhô liên miên bất tuyệt, trùng trùng điệp điệp. Nhìn từ đằng xa, quả thật đầy vẻ im lìm chết chóc. Quỷ lệ khoanh tay đứng, hiên ngang, ngước mắt nhìn lên, hai đỉnh núi thấp,
tiếp đến một vùng đất hoang dã, rồi đột ngột mọc lên bốn đỉnh núi cao chọc trời, nối liền nhau bao quanh sơn cốc. Đằng sau bốn ngọn núi to lớn này, dưới ánh sáng lờ mờ mênh mang của buổi đêm, ẩn hiện vô số bóng đen, chính là Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn. Ngay đằng trước bốn đỉnh núi hùng vĩ này là nơi tọa lạc của phần hương cốc danh chấn thiên hạ. Đêm nay sắc trời tối đen, vầng trăng mờ mờ treo tít trên cao, bầu trời thấp thoáng mấy vì sao le lói. Dưới thứ ánh lạnh lẽo tĩnh mịch này, người cảm thấy nhẹ nhàng thư thái. Trong sơn cốc ẩn hiện mây mù, lãng đãng phiêu hốt, như màn sương mỏng bao phủ, vừa u nhã mỹ lệ lại có phần thần bí. Quỷ Lệ nhíu mày, thu tầm mắt lại. Đã ba ngày kể từ cái đêm mà hắn và Kim Bình Nhi, đệ tử Hợp Hoan phái, đột nhiên phát hiện phần hương cốc và người Nam Man di tộc ở Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn lén lút cấu kết với nhau và quyết định âm thầm điều tra phần hương cốc. Ở vùng quan ngoại phía nam này, ba tiếng phần hương cốc nghe như sấm động bên tai. Hai người dễ dàng dò hỏi nơi hạ lạc của phần hương cốc. Tuy nhiên, để đột nhập vào cốc một cách kín đáo nhằm khám phá bí mật quả thực không phải chuyện dễ dàng. Phần hương cốc tọa lạc trên một vùng đất mênh mông bát ngát. Theo lý thuyết việc xâm nhập là không có gì khó khăn. Trên thực tế sự tình gian nan hơn nhiều, hai người dựa vào đạo pháp của mình, có thể ẩn nấp dễ dàng cả ngày lẫn đêm trong phạm vi phần hương cốc được canh phòng bởi các đệ tử thường thường bậc trung. Nhưng mỗi lần thâm nhập sâu hơn vào địa phận phần hương cốc, bất luận hai người ẩn tàng thân thủ thế nào, vùng phụ cận đều đột nhiên có chuông báo động. Huy động vô số đệ tử phần hương cốc dò xét cẩn mật, đều là hạng nhất lưu cao thủ. Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi đều hết sức cảnh giác, kịp thời thối lui. Nhưng dù cho hai người hành động cẩn mật thế nào, vẫn không thể tránh khỏi tiếng chuông báo động đó, hầu như là đến ngay lập tức, mấy ngày qua, vẫn không có biện pháp nào để xâm nhập. Bên trong phần hương cốc dường như canh phòng càng cẩn thận hơn, tăng cường phái người đi tuần tra ngày đêm không nghỉ. Quỷ Lệ nghĩ ngợi hồi lâu, nhưng vẫn không sao nghĩ ra được phần hương cốc chung quy làm thế nào mà đoán biết được tung tích của bọn hắn. Xem ra phần hương cốc một trong tam đại danh phái chính đạo đương thời quả thực là nơi ngọa hổ tàng long. Lúc đó, Tiểu Hôi đang nằm yên trên lưng hắn đột nhiên ngọ nguậy, khẽ kêu lên một tiếng A. Quỷ Lệ quay lại, chỉ thấy giữa khoảng trống trong rừng, Kim Bình Nhi đang ngồi trước đống lửa cháy bập bùng, trên tay cầm một khúc cây. Một đầu khúc cây xiên một con thỏ đang nướng trên lửa. Lúc này nhìn nàng nhíu đôi mày thanh tú, nhìn chăm chú vào khúc cây trên tay, trông thật khổ sở. Quỷ Lệ bước tới. Đã ba ngày hắn và Kim Bình Nhi ba lần bảy lượt xâm nhập phần hương cốc, rốt cuộc đều thất bại. Nhưng đến hôm nay quan hệ của hai người vẫn rất hời hợt. Ngoài mặt hòa thuận, nhưng thực sự vẫn có sự đề phòng lẫn nhau. Cả hai đều biết kẻ kia tâm cơ thâm trầm, hạ thủ vô tình, chẳng biết liệu có bất thần hạ thủ hay không. Đến gần đống lửa, Tiểu Hôi ở trên lưng hắn đã nhảy xuống. Quỷ Lệ nhìn Kim Bình Nhi, không khỏi lắc đầu. Tay nàng lóng ngóng cầm khúc cây, thấy một cái chân thỏ đã bị cháy đen. Hai người bọn họ đã nhiều ngày ở vùng ngoại vi phần hương cốc. Vùng này toàn là núi đồi, chẳng có quán trọ làng mạc nào. Nhiều ngày không ăn gì, Quỷ Lệ còn có thể chịu đựng được chứ Kim Bình Nhi không thể chịu đựng hơn được nữa. Nàng bắt được một con thỏ, tiện tay chặt một ít gỗ thông để nướng. Họ đang ở khá xa phần hương cốc nên không sợ bị phát hiện. Chỉ bất quá, Kim Bình Nhi đạo hạnh tuy cao, nhưng chưa bao giờ có kinh nghiệm giao ngoại như thế này, cầm nắm không khéo léo, nên con thỏ đã bị cháy đen nhiều chỗ. Lúc này Quỷ Lệ đứng trước mặt, Tiểu Hôi ngồi xổm trên đất, một người một khỉ đều dán mắt vào cái chân thỏ cháy xém. Kim Bình Nhi đỏ bừng mặt, từ từ rút khúc cây khỏi đống lửa. Chí chí, chí chí. Một chàng thanh âm cổ quái vang lên, chính là con khỉ Tiểu Hôi đang ngoác miệng ra cười, nằm úp sấp trên mặt đất, cái đuôi chồng ngược ve vẩy, bàn tay phải nắm chặt, đập đập xuống đất liên hồi, dường như không thể nín được. Thật không ngờ nó lại có hành động lạ lùng như vậy. Kim Bình Nhi và Quỷ Lệ cùng sững người. Giây lát sau họ lấy lại bình tĩnh. Kim Bình Nhi vẫn còn kinh ngạc, rồi nét mặt lướt qua một thoáng giận dữ. Quỷ Lệ cũng không hiểu tại sao con khỉ lâu nay vẫn ở bên cạnh.
hiếm khi rời xa mình lấy một bước, lại học được ở đâu bản lĩnh chọc cười lạ lùng này. Hắn liếc mắt nhìn Kim Bình Nhi, ho khẽ một tiếng, chân trái đá nhẹ vào con khỉ lông xám vẫn đang đập loi choi dưới đất. Tiểu Hôi lăn long lóc như hồ rượu, kêu chí chí, lăn ra phía xa. Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi mặt đối mặt, hai người càng thêm lúng túng khó xử. Quỷ Lệ nhìn khúc cây trong tay Kim Bình Nhi, đi đến ngồi lên tảng đá gần Kim Nhân, nói, để ta. Kim Bình Nhi ngạc nhiên nhìn Quỷ Lệ, chỉ thấy Quỷ Lệ sắc diện vẫn lãnh đạm, giơ tay ra cầm lấy khúc cây, xé bỏ phần bị cháy xém, tiếp tục nướng phần còn lại trên lửa, chậm rãi lật dở. Cách nướng của hắn khác hẳn Kim Bình Nhi, chỉ thấy trên ngọn lửa cháy bập bùng, khúc cây xoay nhẹ nhẹ. Chẳng mấy chốc, mùi thơm hấp dẫn bốc lên, lan tỏa trong không khí. Kim Bình Nhi thấy Quỷ Lệ nhìn chăm chăm vào ngọn lửa đang cháy, gương mặt thường ngày tái nhợt của hắn trở nên hồng hào, trong đôi mắt đen lấp lánh, chỉ có hình ảnh ngọn lửa đang nhảy múa. Như thể hắn hoàn toàn chú trọng vào việc nướng thò. Bầu không khí đột nhiên trở nên trầm mặc, cả hai đều im lặng. Kim Bình Nhi chậm rãi nhìn sang nơi khác, cầm cành cây khô trong tay, đẩy vào trong đống lửa đang bốc cao. Lửa cháy càng mạnh, chẳng mấy chốc khúc gỗ đã cháy rụi, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu lách tách. Trên ngọn cây phía xa xa, ngọn gió đêm thổi nhẹ nhàng, lay động tán lá tạo nên những tiếng xào xạc, khiến lòng người không khỏi rung động. Tiểu Hôi không biết đã quay trở lại từ lúc nào, trong tay cầm mấy thứ quả dại, dường như là đã chạy ra mấy cây gần đó để hái. Nó đến gần đống lửa, nhìn ngó bốn phía, lại gần ngồi bên chân Quỷ Lệ, đưa mấy quả dại vào mồm cắn mấy miếng thật to, cái đuôi dài không ngừng ve vẩy, thỉnh thoảng lại vướng vào chân Quỷ Lệ. Trong bầu không khí trầm mặc, mùi thơm càng lúc càng ngào ngạt, trên ngọn lửa hồng mỡ thỏ đã nhỏ xuống cháy xèo xèo, nhỏ xuống lấp lánh, ngó qua đã khiến cho người ta thấy thèm thuồng. Kim Bình Nhi cũng không cưỡng được đưa mắt nhìn mấy lần. Chỉ qua một khắc, Quỷ Lệ ngắm nghía con thỏ cẩn thận rồi thu lại cây gậy, thò tay vào bên hông. Sau một hồi lục lọi lấy ra một chiếc bình nhỏ, rắc rắc chút bột trong bình lên thịt thò. Kim Bình Nhi hỏi, đó là thứ gì thế? Quỷ Lệ mỉm cười, Kim Bình Nhi nhìn hắn chăm chăm. Không biết rằng câu hỏi của mình có ý nghĩa cay đắng và xót xa như thế nào với hắn. Chỉ nghe thấy Quỷ Lệ khẽ trả lời, chỉ là một thứ gia vị, là một tật cũ, lâu lâu lại trở lại. Hắn ngừng lời, đưa khúc cây xiên miếng thịt thò cho Kim Bình Nhi. Kim Bình Nhi do dự, vẫn chưa đưa tay ra. Quỷ Lệ nhìn sang phía khác, miệng nở nụ cười lãnh đạm, lấy tay xé thịt thò đưa vào miệng. Kim Bình Nhi mặt đỏ bừng, bên ánh lửa, gương mặt của nàng trông thật diễm lệ, làm rung động lòng người. Ngập ngừng một lúc đưa tay ra nhận xiên thịt, khẽ nói, đa tạ công tử. Quỷ Lệ im lặng, quay đầu đi, tiện tay vớ lấy một quả dại trên tay Tiểu Hôi, đưa lên miệng, rồi từ từ cắn ăn. À, đột nhiên, Kim Bình Nhi kêu khẽ, dường như đã bị thương. Quỷ Lệ nhảy xuống đất cùng lúc với Tiểu Hôi, thấy bàn tay đẹp đẽ của Kim Bình Nhi đưa lên che miệng, đôi mày thanh tú nhíu lại, sắc diện đầy thống khổ. Thấy bị Quỷ Lệ và Tiểu Hôi phát hiện, mặt đỏ bừng, ngập ngừng một lúc mới thốt nên lời, ta nhất thời vô ý, bị phỏng. Về cuối câu giọng nàng nhỏ dần. Quỷ Lệ nghe xong, khóe miệng dường như hơi nhếch lên, nhưng thần sắc vẫn không đổi, chỉ có Tiểu Hôi đang ngồi bên chân hắn là kêu chí chí, cười ngoác miệng đến tận mang tai. Tay phải đang cầm nửa quả ăn dở cũng đánh rơi xuống đất, giờ tay như định đập xuống đất, dường như lại lặp lại điệu bộ kỳ quái lúc trước. Kim Bình Nhi trừng mắt, trong lòng vừa ngượng vừa giận, nhưng không chờ nàng phải phản ứng, và cũng không để cho Tiểu Hôi kịp đập tay xuống đất. Quỷ Lệ đã đá nhẹ, Tiểu Hôi lăn đi mấy vòng như chiếc hồ lô. Một lúc sau, Kim Bình Nhi nghe thấy Quỷ Lệ khẽ nói, súc sinh không hiểu chuyện, xin cô nương đừng giận. Kim Bình Nhi nhìn hắn, từ từ nguôi giận, gật đầu mỉm cười, lập tức thổi nhẹ nhẹ vào miếng thịt thỏ nướng trên tay. Sau đó dùng 5 ngón tay bạch ngọc xé một miếng, đưa vào miệng nhai. Vừa đưa tới miệng, Kim Bình Nhi lập tức cảm thấy tinh thần phấn chấn.
tức thời cảm thấy hương vị này có quyền lực thần bí làm cho cơ thể trở nên sảng khoái, nhẹ nhàng bay bổng, nước bọt trong miệng tứa ra, hương vị này quả thật trước đây chưa từng được nếm qua. Lớp da bên ngoài mỏng giòn, thịt bên trong mềm mại thật khoái khẩu, thêm vào gia vị thơm ngon, vị ngon thấu đến tận tâm can. Thật không thể tưởng rằng món thịt thỏ thơm ngon này lại vừa được nướng bởi Huyết công tử lạnh lùng trước mặt. Kim Bình Nhi đạo hạnh cao thâm, tâm trí kiên định. Lúc này dường như quá đói bụng, không ngừng tay xé thịt. Sau một lúc, ăn hết chiếc đùi thỏ, dường như đã no. Bèn dừng lại, khẽ mỉm cười, nhìn Quỷ Lệ, dịu dàng nói. Công tử quả là khéo tay. Một con thỏ bình thường như vậy mà có thể trở thành một món cao lương mỹ vị. Lúc này Tiểu Hôi đã chạy về, nằm trước mặt Quỷ Lệ. Đôi đồng tử linh động không ngừng chuyển động, lúc nhìn Quỷ Lệ, lúc nhìn Kim Bình Nhi. Quỷ Lệ khẽ đáp, chỉ là chút tài mọn, khiến cô nương phải chê cười. Kim Bình Nhi mỉm cười, đôi lông mày thanh tú giãn ra, mắt lấp lánh như sóng nước. Dịu dàng nói, cả đời ta chưa bao giờ ăn được thứ thịt thỏ ngon như vậy. Quỷ Lệ lãnh đạm cười, toa nói gì đó, toàn thân rúng động, ánh mắt thẫn thờ. Những lời nói ấy, âm thanh dịu dàng ấy, vẻ mặt rạng rỡ duyên dáng, chợt trào dâng trong tâm trí. Ánh sáng yếu ớt buổi đêm lập lòe như ma chơi, làn gió đêm lành lạnh, lồng ngực hắn chợt đau nhói, như biển cả giận dữ cồn cào cuộn sóng. Và một thời khắc trong dĩ vãng, hắn cũng đã từng nghe những lời này. Dĩ vãng xa xưa đã bao nhiêu năm rồi, đột nhiên quay trở lại. Bên dòng suối nhỏ, ánh sáng lập lòe, dáng vẻ yêu kiều, gió thổi nhẹ nhẹ. Không Tang Sơn, phía sau núi, có hai người vừa thoát ra khỏi tử địa, đang ngồi bên đống lửa, cũng đang nướng thò. Vẻ mặt rạng rỡ, y phục ướt lướt thướt, hình bóng ngập tràn trong tâm trí hắn, khiến hắn không thể kiềm chế được, thân hình khẽ rung động. Bích Dao, thật là ngon, cả đời ta món ngon nhất từng ăn là con thò này do ngươi nướng. Những lời nói năm ấy vang vọng trong tâm trí hắn như chiếc gai nhọn từ từ đâm vào tim hắn. Công tử, công tử, âm thanh ngạc nhiên vang lên bên tai hắn, đưa hắn quay trở lại với thực tại. Kim Bình Nhi không biết từ lúc nào đã tới bên cạnh hắn. Tay trái vẫn cầm khúc cây, tay phải không biết từ lúc nào đã thu lại vào trong ống tay. Quỷ Lệ trầm mặc, thở dài, chấn định tâm thần, lập tức nói, ta không sao. Kim Bình Nhi nhìn hắn chăm chăm, ánh mắt không ngừng lay động, nhẹ nhàng nói, công tử. Vẻ mặt công tử nhợt nhạt quá, có chuyện gì vậy? Quỷ Lệ nhìn thẳng vào mắt Kim Bình Nhi, mỉm cười héo hắt, nói, ta có thể có vấn đề gì chứ? Kim Bình Nhi nhìn hắn, tinh quang ẩn hiện trong mắt cũng dần dần biến mất, trên mặt hiện lên vẻ yêu kiều, mỉm cười nói, công tử không việc gì là tốt rồi. Quỷ Lệ tâm trạng đột nhiên trở nên phiền muộn, nhưng trên mặt không biểu lộ chút nào, định nói gì đó. Nhưng Tiểu Hôi ngoan, ngoãn ở bên cạnh, đột nhiên cử động, quay đầu nhìn lại. Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi đều có cảm giác, cùng đứng lên, nhìn về phía nam. Chỉ thấy nơi đường chân trời, nơi phần hương cốc không bị núi non trùng điệp che khuất. Đột nhiên có một tiếng thánh thót vang lên, một đạo hồng quang vọt lên. Sau khi sáng rực cả một vùng trời, từ từ rơi xuống, Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi cùng lúc mắt sáng lên. Trong phần hương cốc, bởi màn đêm dày đặc mọi thứ đều chìm vào đêm tối. Chỉ có ánh đèn lập lòe, được thắp sáng từng ngọn một. Tiếng người nói như gần như xa, xen lẫn không ít tiếng mắng chửi tức giận đã phá vỡ bầu không khí ban đêm yên lặng, càng lúc càng rõ hơn. Một lúc sau đã biến thành tiếng ồn ào huyên náo. Tiếng gầm rú gào thét của dã thú hòa trộn lấn át tiếng quát mắng phẫn nộ từ phía cửa cốc truyền đến. Chẳng mấy chốc, tiếng chém giết truyền đến. Cùng lúc này, tiếng chuông báo động réo rắt ngân vàng khắp trong sơn cốc. Trong đêm này, không ngờ lại có cường địch tấn công phần hương cốc. Lặng lẽ đột nhập, Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi ẩn nấp trên một ngọn núi khác. Nhìn về phía lối vào phần hương cốc đang sáng rực ánh đèn. Đúng lúc đang định xông vào thám thính, thì thấy nhiều cao thủ đang vội vã lao tới cửa cốc, trong lòng cũng thấy giật mình e ngại.
cao nhân phương nào mà lại có gan lớn dám mạo phạm đến Phần Hương Cốc, một trong tam đại danh phái chính đạo đương thời. Hai người vốn là hai nhất lưu cao thủ ma giáo, đối mặt với Phần Hương Cốc cao thủ ẩn nấp như mây, mà còn chưa tìm được cách nào xâm nhập vào bên trong. Đúng lúc hai người tới địa phận Phần Hương Cốc, Kim Bình Nhi không kìm được khẽ hỏi Quỷ Lệ, công tử có phải là người thuộc dòng dõi Quỷ Vương? Quỷ Lệ tất nhiên là phủ nhận, trong lòng đang nghĩ ngợi. Thực sự vẫn nghĩ không ra trong thiên hạ ngoại trừ ma giáo, còn có thế lực nào đủ sức làm được việc này. Tận mắt nhìn thấy trong đêm ở Phần Hương Cốc, tiếng người huyên náo, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng vốn có. Không chỉ dừng ở cửa cốc, sự tình xem ra không lắng dịu đi mà còn có phần trầm trọng hơn. Quỷ Lệ nhìn Kim Bình Nhi khẽ nhíu mày. Hiện tại đúng là cơ hội ngàn năm có một. Quỷ Lệ khẽ bảo Kim Bình Nhi đang đứng bên cạnh, ta vào thôi. Kim Bình Nhi gật đầu, nhưng nàng nhìn Quỷ Lệ, chậm rãi nói, ta cũng rất hứng thú với việc thâm nhập Phần Hương Cốc. Sao chúng ta không đi xem xét xung quanh trước thay vì xông bừa vào? Quỷ Lệ do dự một lúc, lắc đầu rồi nói, cô nương ở lại, ta sẽ thâm nhập vào sâu trong Phần Hương Cốc để dò xét. Kim Bình Nhi trong bóng tối dường như thở dài, lập tức nói, cũng được, công tử hãy bảo trọng. Quỷ Lệ ngạc nhiên, hai từ bảo trọng phát ra từ miệng Kim Bình Nhi quả thật nghe lạ tai. Nhưng Kim Bình Nhi trước vẻ mặt của hắn chỉ cười khẽ, thân hình khẽ lướt nhanh, một lúc sau đã biến mất trong màn đêm. Quỷ Lệ nhíu mày, ánh ngạc nhiên trong mắt nhanh chóng biến mất. Phần Hương Cốc từ khi lập phái cho đến bây giờ về lịch sử không thể so với Thanh Vân Môn hay Ma Giáo, nhưng cũng đã tồn tại được 800 năm. Quỷ Lệ trong màn đêm dày đặc lặng lẽ thâm nhập, trước mắt là điện đài lầu các nằm rải rác khắp nơi. Phong cách kiến trúc này tuy gần gũi với phong cách kiến trúc ở Trung Nguyên, nhưng đôi chỗ như ở mái hiên cửa sổ thường thấy chạm khắc hình mãnh thú, là những thứ mà kiến trúc ở Trung Nguyên không có. Rõ ràng là trong 800 năm tồn tại, Phần Hương Cốc đã chịu ảnh hưởng của phong tục vùng biên thùy phía nam này. Tại nơi cửa cốc vẫn còn huyên náo, thường ngày Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi đau đầu nhức óc về tiếng chuông báo động, lúc này vẫn không ngừng kêu. Hắn cẩn thận lui vào nơi ẩn nấp, sau một tảng đá lớn. Kẻ xâm nhập lần trước đã qua lại đây nhiều lần, nên tiếng chuông vẫn không ngừng kêu. Lúc này hắn chỉ chú ý phía xa, nơi mà tiếng chuông chỉ văng vẳng, trước mặt tảng đá cao 3 trượng. Là một ngôi nhà xây cất theo kiểu thông thường, đó hẳn là nơi ở của các đệ tử Phần Hương Cốc. Quỷ Lệ hít một hơi dài, thân hình núp trong bóng tối. Nhìn quanh, nơi đây thật yên tĩnh và biệt lập, không còn nghe thấy tiếng người lao xao. Dường như các đệ tử Phần Hương Cốc ở các phòng đã bị triệu đến nơi cửa cốc. Vào lúc yên tĩnh lạ kỳ này, Quỷ Lệ chậm rãi tiến vào. Một bước, hai bước. Quỷ Lệ đi rất chậm, đi liền 5 bước, nhìn quanh đề phòng như thường lệ. Nhưng trên gương mặt Quỷ Lệ vô cùng nghiêm trọng, bởi vì khi những lần xâm nhập trước, khi hắn bước đến bước thứ 6 là đã bị chuông báo động phát hiện. Hắn nhìn quanh một cách thận trọng, thấy xung quanh không có gì đáng ngại nữa. Một lúc sau, hắn chậm rãi bước bước thứ 6. Đinh! Dường như ngay lúc hắn đặt chân xuống mặt đất, tiếng chuông vang lên inh ỏi, nhanh chóng truyền ra xung quanh. Quỷ Lệ sững người, trong lòng bừng bừng tức giận. Cách phòng bị này của Phần Hương Cốc thật tinh quái, hắn chưa thực sự khám phá được, quả thật rất là kỳ. Nhưng hôm nay tình thế đã khác, mặc dù Quỷ Lệ đã bị phát hiện, nhưng ở phía xa âm thanh đánh nhau ầm ĩ, làm cho tiếng chuông bị chìm lấp. Quỷ Lệ lập tức đảo mắt nhìn khắp bốn phía, lập tức phi thân, hướng về phía căn phòng đằng sau. Đó là nơi mà tiếng chuông không ngừng vang lên, chắc hẳn là nơi ở của đầu não. Lúc này, vẫn ngoan ngoãn nằm trên lưng Quỷ Lệ, chợt Tiểu Hôi kêu khe khẽ. Quỷ Lệ bèn quay đầu lại nhìn Tiểu Hôi. Ánh trăng mờ ảo âm u, bóng Quỷ Lệ đổ dài. Tiểu Hôi đột nhiên kêu lên chí chí. Sau đó trên con mắt nằm ở trán của nó, màu sắc trở nên thâm sâu khôn tả. Không đợi Quỷ Lệ đáp trả, dường như có biến cố gì khiến Tiểu Hôi đột nhiên quay đầu lại. Trong đôi mắt nó đột nhiên phát ra ánh sáng màu vàng quái lạ, ẩn chứa những tia đỏ. Chí chí, chí chí. Tiểu Hôi đột nhiên chỉ vào góc tường một căn phòng nằm ở phía xa.
Quỳ Lệ ôm lấy Tiểu Hôi, lúc này đã nặng lên khá nhiều, khẽ nói, sao thế, Tiểu Hôi? Chí chí, chí chí. Tiểu Hôi miệng kêu liên hồi, tay vẫn chỉ về hướng căn phòng kia. Cùng lúc đó ánh sáng vàng phát ra từ mắt yếu dần. Quỷ Lệ nhíu mày, gật đầu, ngay lập tức đặt Tiểu Hôi lên lưng, phi thân về hướng căn phòng Tiểu Hôi chỉ. Trong góc tường âm u, thoảng có mùi rêu ẩm mốc. Quỷ Lệ tìm kiếm cẩn thận, nhanh chóng phát hiện ra một cái hố nhỏ dài nửa xích trên mặt đất. Trong mắt hắn chẳng có gì khác thường. Hắn thò tay vào, nhanh như chớp đút vào một cái miệng. Một lúc sau trong hố đột nhiên vang lên một tiếng kêu khẽ, lập tức ngừng ngay. Và gần như cùng lúc, tiếng chuông kêu vang vọng cũng đột nhiên ngừng. Quỷ Lệ khóe miệng nhếch lên vẻ vui mừng, chậm rãi rút tay ra. Trong tay hắn nắm một con vật lạ, dẫy giụa một lúc rồi ngừng. Con vật lạ này có bộ da màu xám, cao khoảng 3 xích, thân mình có hình cánh cung, lưng thẳng, đầu đuôi đều dài, cặp mắt như hai hạt đỗ đen. Nhưng kỳ lạ nhất, con vật này có cái mũi cực dài, đến nửa xích, đầu mũi cực dày, trông giống như con lợn nuôi trong nhà. Quỷ Lệ hắng giọng, lập tức nói khẽ, không còn nghi ngờ gì, ta đã nói dù làm cách nào cũng không ẩn nấp được, hóa ra là có loại lợn lông xám này nấp trong hố. Các bạn vừa nghe xong tập 22 của bộ truyện Chu Tiên tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.